Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 876, mà đạo xuất quân 2. Tất nhiên bà ấy không muốn mình bị kéo xuống vũng bùn này, vì thế mới sắp xếp cho tôi và Uy Nguy gặp mặt, đánh tan chấp nhiệm trong lòng tôi, khiến Uy Nguy biến mất hoàn toàn. Nghe cửu U Nữ Đế nói như vậy, tôi bắt đầu rơi vào trầm tư. Cảm ơn Nữ Đế bệ hạ ân từ. Sau khi im lặng hồi lâu tôi đành cất lời, cô cứ tưởng cậu phải hận cô mới phải. Cửu U Nữ Đế lạnh lùng nói, là do tôi nhất thời hồ đồ. Tôi nói, cậu hiểu được thì tốt, Cửu U Nữ Đế và Uy Nhi vốn là một người, Uy Nhi chịu đựng nỗi cơ đơn tù túng, như một đóa hoa bỉ ngạn khao khát tình yêu không thể tồn tại được, quả thật rất đau khổ. Nữ Đế không muốn nhìn thấy cô ấy bị nỗi đau tương tư dày vò, mới nghĩ ra cách này hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Chỉ là, đối với Uy Nhi là một loại giải thoát, lại thành nuối tiếc trong lòng tôi. Tôi không hối hận có tình cảm với cô ấy, chỉ không hài lòng với kết quả này. Nữ Đế bệ hạ, bà có tham gia trận chiến phong thần hay không? kết thúc nhân quả với uy nhuy tôi hỏi tới mục đích của chuyến đi này cô cứ ngỡ cậu gặp uy nhuy chắc phải hiểu rõ rồi chứ hiểu rõ gì cơ tôi hỏi thiên đạo vô tình nhưng cô có tình tôi đã hiểu rồi tôi cúi người hành lễ trận chiến phong thần do một tay thiên đạo ở sau dở trò thiên đạo vô tình nữ đế nói bà ấy có tình chính là nói bà ấy sẽ không tham gia trận chiến phong thần biết được thái độ của nữ đế tôi liền chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi nữ đế giơ tay mở cánh cổng thông đến nhân gian nói trước khi đi cô muốn dặn dò cậu một câu tạ lan xin rửa tay lắng nghe tôi nói chỉ dựa vào ma đạo tuyệt đối không thể đánh bại thiên đạo cho dù các côn ra tay giúp đỡ cũng không thành công được đâu vậy nên làm thế nào trời diệt chúng sinh chúng sinh diệt trời trong lòng tôi sửng sốt muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng nữ đế đã xoay người quay vào cung điện đông hải đình viện bắt đầu quần tình khương tuyết dương đang lập tế đàn điểm tướng Cổ Điểm Miêu Cương là trận chiến cuối cùng, sau đó Thiên Đạo sẽ trở về. Vì thế, mà đạo không thể phái toàn bộ đại quân chủ lực đến Miêu Cương. Nếu như độ khó của chiến đấu đã cao hơn so hơn trước, những đệ tử được phái đi đều là những người có tiềm năng phát huy đến mức tối ưu nhất. Quỷ kiếm của Bắc Minh Tú đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, mượn sức mạnh của tử nhân kinh, chiến lực đã gia tăng đến cảnh giới đạo tổ, muốn tiếp tục cải thiện thêm thì khá khó khăn. Huống hồ, đại quân vong hồn của Ma Đạo tôi hiện giờ do ông ấy lãnh đạo, vì thế trận chiến này, Bắc Minh Tú không tham gia. Ông ấy sẽ dẫn đầu đội quân vong hồn ma đạo thay thế Khương Tuyết Dương bảo vệ đình viện bắc đầu quần tinh. Kẻ thù của ma đạo mọc lên như nấm, chỉ dựa vào mỗi Bắc Minh Tú tất nhiên không đủ sức bảo vệ đình viện bắc đầu quần tinh, vì thế Yến Tháp cũng sẽ ở lại. Cổ điểm miêu cương tà khí dày đặc, không thể phi hành, cũng ngăn cấm sức mạnh phong thần, nên trận chiến này, cửu thiên phong chủ cũng phải ở lại. Nguyên phương sư tổ hy hòa tiếp tục trấn thủ giới môn quy khư, hai đại sát thần đều quyết định ở lại quy khư. Bất luận là Bạch Vô Nhai hay Lâm Thanh Thủy, trái tim của họ cũng kiên định vững vàng như ngọn núi, quyết không lùi bước. Sự hoàn mỹ của sát đạo đã khiến sát tâm của họ trở nên vững vàng hơn, đợt rèn luyện tâm tính ở cổ địa miêu cương chẳng có tác dụng gì với họ cả. Vì thế cuối cùng người được chọn để rời khỏi quy khư bao gồm Nguyệt Thần A Lê, Tổ Long Ngạo Phong, Yêu Long Liễu Chi Nhung, Lưu Phong Sương, cũng với chiến tướng đại yêu của yêu tộc, dũng sĩ cấp bậc vương giả của hồng hoang quy khư, chiến tướng bán bộ thiên tôn của nhân tộc, chiến tướng vong hồn cấp cao. Tổng cộng có 3.000 chiến tướng, cộng thêm 30 vạn đệ tử tinh anh của ma đạo tập hợp thành một đại quân hỗn hợp. Ngoài những người này ra, trận chiến này Khương Tuyết Dương và Thùy Hỏa cũng tham gia. Khương Tuyết Dương có cơ thể của Hoa Sen, tâm tính kiên định, nhưng thần hồn của cô ấy vẫn còn khá yếu ớt. Nếu như còn ở 3.000 năm trước, Khương Tuyết Dương chính là tướng bầy mưu tính kế của ma đạo, nhưng hiện giờ cơ duyên rồi dào phong phú, nên tu vi của cô ấy có chút kém cỏi hơn so với trước đây. Ba 000 năm trước, thiên tôn mới chính là chủ lực quyết định thắng thua. Nhưng hiện giờ, đạo tổ cũng sẽ đích thân tham gia vào cuộc chiến. Khương Tuyết Dương cần phải nhờ cổ điểm miêu cương luyện hóa thần hồn, đây chính là cơ hội cuối cùng của cô ấy. Thùy hỏa vẫn chưa thức tỉnh, việc cô ấy tham gia vào trận chiến này, mới đầu Tuyết Dương không hề đồng ý. Nhưng mà, cô ấy cũng hiểu, mà đạo không thể thiếu tướng phá quân, cổ điểm miêu cương có nguy hiểm đến mấy cũng không sánh bằng sự khốc liệt của cuộc chiến phong thần. Trên đài điểm tướng, Tuyết Dương mặc một thân quân phục, chỉnh tề ngay ngắn. Đạo tổ không quay về, Thùy Họa không tỉnh lại, mà đạo hôm nay hoàn toàn dựa vào một mình cô ấy chủ trì đại cục. Lần này xuất chiến, mà đạo không có một chiến lược đạo tổ nào, chính là đội quân yếu kém nhất trong tam đạo. Thế nhưng, chiến lược này đã là giới hạn của ma đạo. Đối mặt với âm ti rình dập như hổ đói và cung nữ oa mưu mô gian xảo, ma đạo chỉ có thể để lại những người đạt cảnh giới đạo tổ ở lại chấn thủ quy khư bảo vệ đình viện bắt đầu quần tinh khi nghe nói ma đạo tổ sư không xuất hiện trong lòng chúng đệ tử ma đạo đều có dự cảm không lành về việc này khương tuyết dương không giải thích gì nhiều vì bản thân cô ấy cũng không tìm thấy lời giải thích chính xác chính lúc cô ấy chuẩn bị ra hiệu đại quân tiến thẳng đến cổ địa miêu cương bỗng nhiên cảm giác được một đạo kiếm khí sắc bén ác liệt truyền đến từ phía tây sau đó một bé gái từ từ đáp xuống tuy tuổi còn nhỏ nhưng toàn thân đã một nguồn thần niệm uy áp mạnh mẽ khiến người ta không dám kinh thường cô bé không thèm quan tâm đến thần niệm của các chiến tướng ma đạo, hai tay chắp đằng sau lưng, nhẹ nhàng bước lên đài điểm tướng. Ngươi là ai? Khương Tuyết Dương hỏi, đệ tử ma đạo, thuần quân, mươi 877, quyết chiến A Lê 1. Kiếm linh không nằm trong lục đạo luân hồi, cho nên nếu thuần quân không nói ra thì không ai có thể nhìn ra lai lịch của cô ấy. Cho dù cô ấy có nói ra danh hiệu của mình thì cũng có rất nhiều người sẽ phải cau mài lại suy tư. Bác Minh Tú là người đầu tiên phản ứng lại được, nói, đạo tổ có một thanh kiếm gọi là thuần quân, trên người cô có uy áp của kiếm khí, liệu có phải là kiếm linh hay không? Không sai, ta chính là kiếm linh tiểu thuần quân vẻ mặt tràn đầy kiêu căng, nhướng mày nói. Nghe thấy cô ấy tự nhận bản thân là kiếm linh, những người có mặt tại đó lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những cao thủ dùng kiếm của ma đạo lại càng có phản ứng kịch liệt hơn năm đó ta cũng từng tự tay cầm lấy thuần quân nhưng lại không ngờ rằng có một ngày có thể nhìn thấy thuần quân hóa linh yến thác cảm thán nói nếu như không gặp được đạo tổ thì thuần quân nào có được cơ duyên như hiện tại hôm nay khương tướng điểm binh thuần quân bằng lòng tiên phong tiểu thuần quân lớn tiếng nói tuy rằng cơ thể của cô bé nhỏ nhưng ngạo khí lại ngút trời những lời này vừa nói xong thì đã có người nở nụ cười ra tiếng mang theo thiện ý đến cả khương tuyết dương cũng như vội ý mà liếc nhìn a lê một cái khóe môi cong lên năm đó khi a lê đến ma đạo thì cũng chẳng lớn hơn thuần quân bao nhiêu tuổi khí thế tỏa ra lại khác quá nhiều a lê cũng nở nụ cười cô ấy cũng nhớ đến bản thân mình năm xưa cô có bản lĩnh gì dám làm tiên phong của ma đạo a lê hỏi đánh một trận không phải là biết rồi sao tiểu thuần quân chỉ mới hóa thành hình người chính là lúc đang tràn đầy hứng khởi không chờ được muốn đấu một trận với người khác a lê nhìn về phía khương tuyết dương tuyết dương gật đầu với cô ấy nói a lê cô không cần phải nương tay khương tướng cô không sợ tôi làm cô ấy bị thương sao a à, lê có hơi sững sờ nói nếu như cô ấy đã là do thuần quân hóa thành thì hiện tại cô tuyệt đối không thể tổn thương được kiếm thể tiên thiên chính là thứ có thể so được với đạo thể của đạo tổ khương tuyết dương cười nói được vậy tôi sẽ dùng hết sức chiến đấu hôm nay ma đạo điểm binh bầu không khí vẫn luôn trầm lặng nguyên nhân là bởi vì ngày xưa khi xuất binh đều là đạo tổ điểm tướng hoặc là thủy họa thống lĩnh đạo tổ có cờ chiêu hồn ngưng tụ khí số của ma đạo Thủy Hỏa có quân uy, đều có thể tăng sĩ khí của đệ tử ma đạo lên. Hôm nay Tuyết Dương điểm tướng, tuy rằng vạn chúng một lòng, nhưng vẫn thiếu đi vài phần chiến ý. Kiếm linh vạn cổ khó tìm, Thái cổ nguyệt thần lại chính là cấm kỵ của Thiên đạo. Trận so tài này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều đệ tử ma đạo đến cả Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa sau khi nhận được tin tức thì cũng đem theo một đám chiến tướng ma đạo bảo vệ ở quy khư đi theo đến đây. Tiểu Thuần Quân chỉ mới đến ma đạo nhưng đã nổi tiếng khắp nơi. Địa điểm quyết chiến là ở bên trên Vô tận chi hải, A Lê và Thuần Quân đứng đối mặt nhau giữa biển, cách nhau ngàn trượng. Một bên là nguyệt thần xinh đẹp thánh khiết, một bên là tiểu La Lỷ kiếm linh vô song. A Lê cầm cung trên tay giơ lên, Thuần Quân thì lại tay không tất sắt. Cô ấy chính là kiếm linh, mỗi hơi thở mỗi ý nghĩ đều có thể hóa thành kiếm. Bắc Minh tướng quân, ngài có tạo hóa kiếm đạo cao nhất, liệu có thể nhìn ra tu vi của Thuần Quân hay không?" Khương Tuyết Dương hỏi, Khương tướng Tu vi của Thuần Quân có lẽ là ở cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong, quả thật là Nguyệt Thần đã khinh địch rồi, Bắc Minh Tú nói. Ai sẽ chiến thắng? Ngạo Phong hỏi. Không thể đoán được, nếu như Nguyệt Thần có thể khống chế tốt khoảng cách thi kiếm khí của Thuần Quân có mạnh hơn nữa cũng khó có thể tổn thương cô ấy, so về việc tiêu hao thần niệm thì Thuần Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyệt Thần. Nhưng mà nếu như để Thuần Quân đến gần công kích thì 89 phần là Nguyệt Thần phải thoa nghe Bắc Minh Tú nói như vậy gương mặt Ngạo Phong liền lộ ra vẻ lo lắng cậu ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm với a lê tuy rằng hai người vẫn chưa công khai danh phận nhưng lại là một đôi trẻ mà người trong ma đạo ngưỡng mộ nhất người so tài là a lê nhưng người căng thẳng lại là ngạo phong a lê đang đợi tiểu thuần quân ra tay trước mà người kia cũng đang có cùng suy nghĩ thái cổ nguyệt thần tỏa sáng vạn cổ thần thánh không thể khinh nhờn đương nhiên không chịu ra tay trước nhưng lại không biết thuần quân lại chính là thanh kiếm tôn quý vô song nhất trong bảy đại danh kiếm truyền thế sự kiêu ngạo từ tận trong xương tủy một chút cũng không hề kém a lê đợi một hồi vẫn không thấy thuần quân xuất kiếm a lê hơi mỉm cười sau khi đã phát hiện ra tâm tư của thuần quân liền bắn một mũi tên đi mũi tên này chỉ là một đòn công kích mang tính thăm dò của cô ấy chỉ dùng lực lượng thuần phí của nguyệt thần mũi tên của a lê có lực lượng hủy diệt mạnh là đến từ nguyệt ma cho dù chỉ dùng lực lượng của nguyệt thần để phát ra thì một mũi tên này cũng có uy thế có thể phá hủy hư không một mũi tên phá không xuất ra không khí lập tức bùng nổ, nước biển giao động, dựa theo hướng đi của mũi tên mà cắt ra một khe rãnh. Thuần quân hầu như không nhúc nhích chút nào, vẻ mặt không thay đổi, đợi đến khi mũi tên giao động đã sắp bay đến đuôi tóc của cô ấy, thì cô ấy mới ra tay nhanh như tia chớp, hai tay kẹp lấy mũi tên tiên vũ khinh linh do A Lê bắn ra. Sau khi kẹp lấy mũi tên thì hai tay cô ấy nhẹ nhàng tách ra, mũi tên tiên vũ khinh linh lập tức gãy thành hai đoạn. Chương 878, quyết chiến A Lê 2 a lê nhẹ nhàng mỉm cười không xem hành động này là việc sỉ nhục chỉ là khi cô ấy bắn ra mũi tên thứ hai thì đã tăng thêm uy lực hủy diệt khi mũi tên thứ hai bắn ra thì nước biển lại lần nữa bị nứt toác thuần quân dùng lại chiêu cũ nhẹ nhàng bẻ gãy đồng thời tiến một bước về phía trước thấy vậy a lê không thể không tăng thêm uy lực mũi tên thứ ba lại bị thuần quân bẻ gãy lần nữa a lê hít sâu một hơi không còn nương tay nữa đạp không lùi về sau thân hình quay ngược trở lại phát ra chín mũi tên liên tục trực tiếp dùng tới thần kỹ của tộc hậu nghệ, xạ nhật cửu tiễn. Ba mũi tên trước đó thuần quân chỉ thủ chứ không công, hiện tại đối mặt với xạ nhật cửu tiễn, rốt cuộc cô ấy cũng bắt đầu công kích. Chưa đợi mũi tên đánh đến tiểu thuần quân đã dùng kiếm chỉ miệng hét lớn, ma kiếm thao thao. Kiếm chỉ liên tục phát ra, kiếm khí của ma kiếm theo đầu ngón tay của cô ấy mà hình thành, lập tức tạo ra một cỗ kiếm khí hồng lưu chín mũi tên của A lên nối nhau thành hàng, mũi tên sau lại có uy lực hủy diệt càng mạnh hơn mũi trước mà kiếm khí hồng lưu của thuần quân lại như con rồng giận dữ rời khỏi biển, vừa mở miệng liền nuốt mũi tên đầu tiên vào trong bụng. Kiếm khí của ma kiếm là thứ có lực xuyên thấu nhất, một khi đã phát ra thì không thể thu lại được, chín mũi tên cuối cùng đều bị kiếm khí hồng lưu nuốt hết sạch. Kiếm khí hồng lưu vẫn chưa chịu ngừng lại, trực tiếp cuồn cuộn hướng về phía A Lê. Nguyệt thần quỹ đảo, A Lê đã sử dụng đòn công kích mạnh nhất của Nguyệt thần, một mũi tên bắn ra giống như một đạo ánh trăng trắng bệch kịch liệt. Kiếm khí hồng lưu của thuần quân đối mặt với nguyệt thần quỹ đạo của A Lê, cả hai chạm vào nhau tạo ra năng lượng trùng kích hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, hư không vỡ nát, âm thanh vô cùng chấn động. Nước biển phía dưới bị năng lượng trùng kích mạnh mẽ làm cho dậy sóng, đầu tiên là hình thành một vòng xoáy sâu không lường được, tiếp sau đó là cột sóng bay lên thẳng trời tựa như màn nước đổi chiều. Màn nước vẫn chưa rơi xuống, tay trái cô ấy lại tạo thành kiếm chỉ, ánh sáng trắng lóe lên, một đạo kiếm khí của thần kiếm bỗng nhiên nổ tung ở bên người A Lê. Nếu như không phải A Lê phản ứng nhanh chóng thì lần này đã bị thần kiếm tổn thương. Tiếp đó thuần quân vừa dùng tay trái phát ra thần kiếm tiếp tục quấy rối, vừa dùng tay phải tích lũy kiếm khí của ma kiếm. Đồng thời cô ấy còn khéo léo linh động di chuyển thân thể nhanh chóng đi về phía trước. A Lê cảm nhận được sự uy hiếp của thuần quân, khí thức thần niệm lập tức hoàn toàn thay đổi trong phút chốc, đôi mắt trắng đen rõ ràng liền biến hết thành màu đen, lộ ra hình thái của Nguyệt Ma. Nguyệt nộ, hắc ám chi chiều, mũi tên của A Lê bắn ra như mưa, dẫn phát ra thời không loạn lưu. Khí tức của thuần quân đã bị cô ấy khóa chặt, đối mặt với A Lê trong hình thái nguyệt ma điên cuồng bắn tên, thuần quân cũng không dám mạnh mẽ xong về phía trước nữa, ngay lập tức giải phóng ra kiếm khí của ma kiếm đã tích lũy trong tay phải, lại lần nữa hóa ra kiếm khí hồng lưu mở đường. Mũi tên của A Lê rất nhanh, có được tốc độ cực hạn nhất. Nhưng mà hai tay của thuần quân đồng thời thi triển đạo của ma kiếm và thần kiếm, trong lúc dùng kiếm khí hồng lưu của ma kiếm để mở đường thì còn có thể dùng kiếm khí của thần kiếm để công kích, khiến cho người khác không thể không cảm thán tạo hóa kiếm đạo của cô ấy rất cao. Lúc trước khi ta thấy thuần quân hóa linh còn cảm thấy tiếc hận vì đạo tổ mất đi một thanh thần binh thuận tay, hiện tại xem ra thuần quân hóa người chính là phúc của ma đạo ta bác minh tú vô cùng cảm khái nói. Ta cũng không ngờ đến cô ấy có thể sử dụng hai đạo thần, ma kiếm đạo thái cổ. Khương Tuyết Dương nói, sợ là không chỉ có hai kiếm thần ma, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý quỷ kiếm Bắc Minh Tú nói. Cô ấy đã xuất ra quỷ kiếm, quỷ kiếm u u, ẩn nấp trốn u minh, Khương tướng cẩn thận quan sát tay trái của cô ấy là sẽ biết, uy năng của kiếm khí thần kiếm căn bản không đủ, rất hiển nhiên là đang ẩn giấu một thủ đoạn thần thông. Hiện tại thứ thuần quân biểu hiện mạnh mẽ nhất chính là kiếm khí hồng lưu của ma kiếm bên tay trái cô ấy, chính là dựa vào kiếm khí hồng lưu để đó phó với hắc ám chi chiều của A Lê, còn về phần kiếm khí của thần kiếm mà cô ấy dùng để công kích từ xa thì lại chẳng thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho a lê thời gian dần trôi qua thuần quân đã nắm giữ được tiết tấu công kích của a lê nên lại lần nữa cất bước tiến về phía trước tuy rằng mỗi một bước đều rất khó khăn bất quá cô ấy có được một kiếm thể không hề kém cạnh so với đạo tổ trong tình huống phải lựa chọn thừa nhận một bộ phận uy năng sát phạt đến từ mũi tên của a lê thì khoảng cách giữa hai người vẫn đang không ngừng rút ngắn nếu như là trận chiến sống chết đối đầu với địch thì tự nhiên A Lê sẽ rất thành thạo, cô có thể thông dong kéo dài khoảng cách, bất quá hai người dùng thân phận đệ tử ma đạo để quyết đấu, cho nên A Lê nửa bước cũng không thể lùi được. Nhìn tiết tấu trước mắt, chuyện bị thuần quân đến gần là không thể tránh được, A Lê là công kích từ xa, không am hiểu cận chiến, một khi bị thuần quân đến gần thì chắc chắn sẽ thua. Có phải là A Lê sắp thua rồi không? ngạo phong vô cùng lo lắng hỏi ha ha nếu như thái cổ nguyệt thần dễ đối phó như vậy thì còn xứng làm thái cổ thần ma sao phong thập bát cười nói phong chủ ý của cô là a lê vẫn còn đại chiêu chưa xuất ra ngạo phong nhanh chóng truy hỏi quan tâm thất loạn cậu đợi xem là biết rồi cuối cùng thuần quân cũng đã tiến vào phạm vi công kích cận chiến thần kiếm bạo phát ma kiếm bạo phát trong lúc A Lê đang vô cùng hốt hoảng tránh né thì một mảng kiếm hải của quỷ kiếm đột nhiên xuất hiện từ trên không, hướng về phía cô mà chém tới. Chương 879, thỉnh ngươi vào bình một. Thuần Quân vẫn luôn ẩn giấu kiếm khí của quỷ kiếm chính là để ngưng tụ ra mảng quỷ kiếm này. Ngạo Phong kinh ngạc ra tiếng, muốn phi thân đến cứu nhưng lại bị Phong chủ kéo lại. Nhưng lúc này lại nghe thấy một tiếng hét to của A Lê. Nguyệt dẫn, Triều Tịch Lưu, nói xong, A Lê bắt đầu dương cung theo sau từng lần cô ấy kéo thượng cổ cốt cung thì phía trước người cô ấy dần dần sinh ra một vòng xoáy hư không màu đen. Vòng xoáy vừa xuất hiện, quỷ kiếm kiếm hải của thuần quân liền lập tức bị cắn nuốt. Mặt trăng có lực lượng do thủy triều dẫn phát, khoa học giải thích rằng đó là một loại từ trường đặc biệt của sinh vật. Kiếm khí không nằm trong ngũ hành, bởi vì bản thân kiếm khí là loại sóng điện từ có từ trường cực mạnh. Đối mặt với ba kiếm đạo mà thuần quân sử dụng, A Lê quyết đoán dùng chiều tịch lưu. Kiếm hải của quỷ kiếm biến mất, kiếm khí hồng lưu do ma kiếm phát ra cũng bị nuốt trọn, bao gồm cả kiếm khí của thần kiếm. Sau đó, vòng xoáy hư không màu đen bắt đầu thu lại, duỗi ra, biến thành một mũi tên màu đen, bị A Lê đưa lên thượng cổ cốt cung kéo bắn. Dùng đạo của người trả lại người, triều tịch lưu bản thân nó vốn không hề có lực công kích, cắn nuốt được bao nhiêu lực hủy diệt thì mũi tên sinh ra sẽ có bấy nhiêu uy lực hủy diệt. Thuần quân sững sờ, đứng yên tại chỗ, tiên thiên kiếm thể của cô có mạnh hơn nữa không thể nào chịu nổi uy lực của một mũi tên này. Ta thua rồi thuần quân nói. Cô không thoa nôi xong câu này, a lê giờ cùng hướng lên trời. Mũi tên đen này xuyên vạn dặm tầng mây, đâm rách trời xanh, bắn thẳng đến vũ trụ hư không. Ngưng tụ lực lượng hủy diệt của ba kiếm đạo thành một mũi tên, một mũi tên này ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố, đủ để xuyên thủng thân thể đạo tổ. Sau khi bắn ra mũi tên này, thân thể A Lê choáng một cái, hai mắt nhắm lại liền hôn mê. Sử dụng chiều tịch lưu cần một lượng thần niệm khổng lồ, cho dù là nguyệt thần lúc tràn đầy thần niệm cũng chịu không nổi quan trọng nhất chính là triều tịch lưu là thủ đoạn thần của cấp bậc đạo tổ a lê là vượt cấp miễn cưỡng sử dụng đương nhiên thần hồn sẽ bị tổn thương cuối cùng trận quyết đấu này được phán là hòa nhau thuần quân nhất chiến thành danh ba đạo kiếm thái cổ bước ép nguyệt thần sử dụng triều tịch lưu đủ thấy thuần quân có thể làm tướng tiên phong cho ma đạo thương thế của a lê không cần phải cố hết sức khôi phục chẳng bao lâu sau thì cô ấy đã tỉnh lại rồi sau khi tỉnh lại A lê chuyển hóa lại hình thái nguyệt thần, thần hồn bị tổn thương cũng đã hoàn toàn khôi phục sau khi đại quân ma đạo đi vào cổ địa Miêu Cương. Sau khi trận quyết chiến này chấm dứt, Khương Tuyết Dương hạ lệnh xuất chinh đến Miêu Cương. Ma đạo muốn đi Miêu Cương thì phải từ Đông Hải lượn qua Nam Hải, rồi đi lên đất liền ở Nam Cương, cố gắng tránh đi địa phận của nhân tộc. Phần lớn hai đạo nhân tiên đều tu hành thuật pháp thần thông, có thể ngự không hành quân, một ngày ngàn dặm phần lớn đệ tử ma đạo lại không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn, chỉ có thể hành quân trên mặt đất. Tính toán hành trình, ma đạo muốn từ Đông Hải đi đến Miêu Cương, cho dù hành quân thâu đêm thì ít nhất cũng mất 5 ngày. Trên biển thì hành quân nhanh vì có phong chủ giúp đỡ, nhưng lên lục địa trèo đèo vượt núi thì tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đạo tổ đang ở đâu, ngài đã xảy ra chuyện gì? Trên đường hành quân, Khương Tuyết Sương hỏi thuần quân về tung tích của tôi. Chuyện liên quan đến bí mật thân thế của đạo tổ, thuần quân không dám nói bừa, mọi việc đợi sau khi gặp được đạo tổ để ngài ấy tự mình nói đi thuần quân nói. Vừa nghe nói là liên quan đến bí mật thân thế của đạo tổ, đầu tiên là thần hồn của Khương Tuyết Dương bị kinh hãi, tiếp đó liền trầm mặc. Cô ấy nhớ đến chuyện ở Đàm Cửu Long năm đó, nhớ đến truyền thuyết thiên tạc trộm mạng, nhớ đến từ phúc suy chữ đoán mệnh. Cuối cùng, trong lòng sinh ra một suy đoán mà cô ấy không thể nào tin tưởng cũng không thể nào tiếp nhận được cho dù trước giờ cô vẫn giỏi khống chế thì vẻ mặt cũng không nhịn được mà biến hóa lớn sau khi tôi xuyên qua thế giới của nữ đế quay lại nhân gian một lần nữa lập tức ngự kiếm bay về đông hải trái tim thất xảo linh lung giúp thần niệm của tôi có được năng lực cảm giác càng mạnh hơn trước chỉ vừa mới đến gần đông hải tôi đột nhiên phát giác được một cỗ uy áp thần niệm mạnh mẽ đến tột cùng không phải chỉ có một rất hiển nhiên có người đã ở phía trước răng bẫy đợi tôi cả ba đạo thần niệm đều là cấp bậc đạo tổ Hiện tại ba kiếm của tôi đã đại thành viên mãn, có trái tim thất xảo linh lung lại thêm thân thể của đạo tổ, chiến lược tổng hợp đã vượt xa đạo tổ bình thường, ba kiếm thành biển thì dù là trí cường đạo tổ tôi cũng có đủ lực để chiến đấu một trận. Cho dù là vậy thì đối mặt với cái bẫy trước mặt trong lòng tôi vẫn có cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Đáng tiếc, dù biết chắc phía trước có bẫy thì tôi vẫn phải xông vào, bởi vì bọn họ vì tôi mà đến. Người xuất hiện đầu tiên là Lữ Thuần Dương, hắn đã hóa thân vì kiếm, chiến lực tăng đến cảnh giới đạo tổ. Tôi không hề cảm thấy bất ngờ nếu hắn có thể vượt cấp bạo phát ra uy lực của trí cường đạo tổ. Người thứ hai xuất hiện chính là bắc cực tử vi đại đế, trận chiến ở thiên đình, thực lực của tử vi đại đế bị tổn hại, bất quá lạc đà có đói chết vẫn lớn hơn ngựa, tử vi đại đế vẫn là cường giả đỉnh phong trong cảnh giới đạo tổ. Người thứ ba là đạo đức thiên tôn, cưỡi thanh nghiêu, vẻ mặt đạm mạc, thực lực sâu không lường được. chương 880, thỉnh ngươi vào bình hai Thật ra ngẫm lại liền hiểu, chiến lực của đạo đức thiên tôn tuyết đối mạnh mẽ hơn nhiều những gì ông ta biểu hiện ra bên ngoài. Trong ba đạo tổ của ba đạo, mà đạo tổ sư vì bị thiên đạo đố kỵ, là người đồng quy với thiên địa đầu tiên, sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế cũng hóa thân thành hy di rời đi. Đạo đức thiên tôn có thể sống đến bây giờ, thực lực của hắn chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Sở dĩ ông ta ẩn giấu thực lực có lẽ cũng chẳng phải vì sợ kẻ địch trong tam giới mà là sợ hãi bản thân thiên đạo cửu u nữ đế đã nói rõ lần này sẽ không tham gia trận chiến phong thần cũng do sợ sẽ bạo lộ thực lực mạnh mẽ chạm đến điểm mấu chốt mà thiên đạo khó có thể tha thứ mà đạo tổ sư không sợ vậy nên ông ấy bị diệt đầu tiên ba kiếm đại thành viên mãn tạ lan rốt cuộc làm sao mà ngươi làm được tử vi đại đế thở dài nói trước địch ý của tử vi đại đế đối với tôi không nhiều đó là bởi vì tôi từng giúp ngộ dung nguyên duệ lấy binh chủ chiến kỳ Bất quá nếu như ông ta đã xuất hiện ở đây thì đã thể hiện rõ thái độ của tiên đạo. Tôi không trả lời câu hỏi của Tử Vi Đại Đế, quỷ kiếm là nhờ nữ đế ban tặng, thần kiếm là cơ duyên tôi có được sau khi giết chết ngạo man Ma Tôn, đây đều là những bí mật không thể nói. Ta chỉ muốn biết, cơ duyên thần kiếm của ngươi từ đâu mà ra? Lữ Thuần Dương nhìn chằm chằm vài tôi hỏi, không thèm che giấu sát ý một chút nào. Sau khi cổ địa Hoang Mạc Long Môn kết thúc, hắn liền nói muốn giết tôi ở cổ địa Miêu Cương hiện tại hắn đã hóa thân vì kiếm, sát ý càng mạnh mẽ hơn. Người này có thiên phú tuyệt trần về kiếm đạo, chuyên tu đại thần kiếm, nếu như là trước kia khi tôi chưa ngưng tụ trái tim thất xảo linh lung, thì dù ba kiếm đạo của tôi có đại thành viên mãn cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trái tim thất xảo linh lung cho tôi có được năng lực nhìn thấu mạnh mẽ, có thể hoán đổi hình thái kiếm đạo trong nháy mắt, tôi của hiện tại đủ tự tin để đánh một trận với hắn. Liên quan gì đến ngươi? Tôi hỏi ha ha, muốn chết Lữ Thuần Dương cười lạnh. Ngươi dám giết ta?" Lữ Thuần Dương nổi giận, nhìn Đạo Đức Thiên Tôn một cái, lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ba người này nếu thật sự quyết tâm muốn giết tôi, tôi tuyệt đối khó tránh khỏi cái chết. Bất quá, sau khi giết chết tôi thì họ sẽ phải đón nhận ngọn lửa hận phục thù vô cùng vô tận của Ma Đạo. Trận chiến phong thần vẫn chưa chính thức bắt đầu, trước khi chiến cục vẫn chưa mở ra thì hai đạo nhân tiên chẳng ai có đủ dũng khí để diệt sát Ma Đạo tổ sư. Người của Ma Đạo đều là kẻ điên trong cổ địa hạ Lan Sơn, Khổng Tuyên đã dùng thất thải thần quang để chứng minh cho câu nói này. Tuy rằng tổng thể binh lực của ma đạo tôi không bằng hai đạo nhân tiên, nhưng chiến tướng đỉnh phong cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Nguyên phượng tổ sư có thể biến cung nữ oa thành biển lửa, Thủy Kỳ Lân có thể diệt sát phọng thiên hống do âm sơn lão tổ hóa thành, hơn nữa còn có Bắc minh tú vừa mới tấn thăng lên đạo tổ, cùng với nhóm người chiến tướng thiên tôn đỉnh phong, thái cổ nguyệt thần, phong thần, yêu long, tổ long, Lưu Phong Sương, hai đạo nhân tiên chẳng ai dám gánh chịu lửa giận bất chấp sống chết của đám người này. Nếu như là sau khi trận chiến phong thần bộc phát thì không còn giống vậy nữa, đến lúc đó ma đạo sẽ bị kéo vào cuộc chiến, cùng nữ oa và âm ti như hổ rình mồi, ma đạo cho dù có muốn bạo phát cũng không được. Tất nhiên sẽ bị địch nhân bao vệ tứ phương, hãm sâu vào vũng bùn. Tạ Lan, trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu, hôm nay chúng ta sẽ không động thủ với ngươi, đến đây cũng không phải để giết ngươi đạo đức thiên tôn nói nếu đã như vậy thì các vị đến đây vì mục đích gì? Tôi hỏi, cổ địa miêu cương là địa điểm để thí luyện cuối cùng, sau khi kết thúc thì thiên đạo sẽ quay về, chúng ta hôm nay đến đây là để thỉnh cầu ngươi một chuyện. Thỉnh cầu chuyện gì? Chúng ta không muốn ngươi tham gia vào trận chiến tranh đoạt cơ duyên ở cổ địa miêu cương đạo đức thiên tôn nói. Nghe ông ta nói như vậy tôi liền hiểu ngay, bọn họ thật sự không phải đến để giết tôi. Thất sát, kẻ tặc đảo loạn thế giới. Chỉ cần người mang mệnh cách thất sát là tôi ở đó, thì cổ địa miêu cương sẽ sinh ra vô tận biến số. Hai đạo nhân tiên rất coi trong cơ duyên ở cổ địa miêu cương, lúc trước ở cổ địa hoang mạc long môn họ đã chịu thiệt trong tay ma đạo. Lại thêm trận tranh đoạt ở quy khư trước kia, hai đạo nhân tiên tuyệt đối sẽ không cho phép một biến số như tôi tồn tại trong trận tranh đoạt cơ duyên này nữa. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tôi hỏi, đáng tiếc là, thỉnh cầu này của ta ngươi không thể từ chối nói xong đạo đức thiên tôn lấy ra một vật từ trong tay áo chính là thần khí xếp hạng nhất trong đạo tàng hiện tại, thất bảo như ý linh lung tháp. chương 881, Chiến thần chi hôn 1 Tháp thất bảo như ý linh lung vốn là tiên khí thượng cổ, lúc xuất thế đã bị hư hại, vô tình rơi vào tay đạo đức thiên tôn. Trong cuộc đời tu hành dài rằng rẳng của đạo đức thiên tôn, ông ấy tinh luyện tất cả các cấp bậc của thất kiếm rồi phong ấn nó vào trong tháp thất bảo như ý linh lung, bao gồm tam túc kim ô, kiếm quế tiên, kích kinh thần, xích càn khôn, ô thiên la, phật trần tịnh thế và chiến thiên si. Chỗ thần kỳ của tháp thất bảo như ý linh lung không phải ở mấy bảo vật cất trong đấy, mà nó chứa đựng một thế giới khác tương tự như một không gian huyền bí. Cấu trúc gồm 7 tầng nhưng không cần 7 tầng, cũng có thể trổ tài biến hóa đạo Pháp. Nhìn thấy đạo đức thiên tôn lấy ra tháp thất bảo như ý linh lung, lòng tôi bất chợt rét run. Cái gọi là thần binh Pháp bảo, nhiều nhất cũng chỉ là vật ngoài thân, sức mạnh chiến đấu vẫn phải dựa vào thực lực của chủ nhân sở hữu nó. Nhưng mà, nếu muốn nhắc tới pháp bảo nào trong tam giới mà chính bản thân nó đã có uy lực ngang bằng với đạo tổ, thì tháp thất bảo như ý linh lung chính là một trong số đó. Trong trận chiến phong thần năm đó, đạo đức thiên tôn vẫn chưa luyện hóa xong tháp thất bảo như ý linh linh, đây là lần đầu tiên ông ấy sử dụng thần binh này. Tôi không muốn trở thành kẻ chịu trận đầu tiên, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đạo đức thiên tôn, Lữ Thuần Dương, Tử Vi Đại Đế, ba người này liên thủ đã chặt đứt mọi đường lui của tôi. Nếu ta không đi vào thì sao? Tôi hỏi, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng vì ma đạo ta tin ngươi ra đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Có một chuyện người không cần lo lắng, đợi khi trận chiến cổ địa miêu cương kết thúc, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đạo đức thiên tôn hứa hẹn, xem ra, ta thực sự không còn cách nào khác rồi. Tôi thở dài nói, vốn dĩ tôi muốn đích thân dẫn đệ tử ma đạo đến cổ địa miêu cương tìm kiếm cơ duyên, nhưng có lẽ bây giờ không còn cơ hội nào nữa rồi. Lần này ma đạo xuất chiến đánh đến miêu cương, tuyết dương nhất định sẽ dẫn binh tham chiến, có cô ấy ở đây thì tôi không cần phải lo lắng an nguy của đệ tử ma đạo. Mục đích đến cổ địa Miêu Cương chủ yếu chỉ là tranh giành cơ duyên, không phải nơi quyết chiến giữa tam đạo. Người mà tôi lo lắng nhất chính là Thùy Hỏa, hai đạo nhân tiên vẫn chưa hay biết gì về chuyện của Thùy Hỏa, tôi lo sợ nếu lỡ không may tin tức bị lộ ra ngoài, bọn họ sẽ dồn Thùy Hỏa vào chỗ chết. Thân mang trọng trách tướng quân phá quân của ma đạo, vai trò của Thùy Hỏa còn quan trọng hơn cả đạo tổ là tôi. Chẳng qua tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành hy vọng cô ấy sớm thức tỉnh gậy ông đập lưng ông nói xong đạo đức thiên tôn đọc lên câu chú ngữ tháp thất bảo như ý linh lung từ từ dài ra biến thành một tòa tháp khổng lồ cao mút tận trời xanh lơ lửng trên đầu tôi trước khi tôi vào tháp tôi có một vấn đề muốn đạo đức thiên tôn giải thích rõ ràng tôi nói hỏi đi cổ điểm miêu cương rốt cuộc đang ẩn giấu cơ duyên gì mà đáng để các vị phải trực tiếp ra mặt chứ tôi hỏi cổ điểm miêu cương có thất đại ma tôn Truyền thuyết kể rằng, mỗi một vị ma tôn đều tiếp quản một tâm chi nguyên lực. Đạo Đức Thiên Tôn nói, tâm chi nguyên lực vô cùng quan trọng, cho dù có là đạo tô cũng là báu vật vô giá. Bởi vì khi đạt đến cảnh giới đạo tổ, sức mạnh chiến đấu phụ thuộc phần lớn vào tâm cảnh. Một trái tim kiên định không dao động trước mọi khó khăn, có thể giúp phát huy sức mạnh chiến đấu tối đa. Có nhiều lúc, lòng can đảm còn quan trọng hơn cả thực lực. Ồ, tôi hiểu rồi. Nói xong, tôi cũng không chỉ hoãn nữa, lách người đi vào trong tháp thất bảo như ý linh lung. Đạo đức thiên tôn túc trí đa mưu lại giỏi che giấu, nhưng mà tính toán hôm này chính là thất bại thảm hại nhất cuộc đời ông ấy. Bởi vì cổ điểm miêu cương đã không còn ma tôn nữa. Mà lúc bọn họ biết được chân tướng sự việc, thì tôi không còn bị giam trong tháp thất bảo như ý linh lung. Ở tận sâu trong thập vạn Đại Sơn, tại lối vào của cổ điểm miêu cương, đại quân tam đạo đã tập hợp đầy đủ. So với 30 vạn đại quân của ma đạo, hai đạo nhân tiên đã huy động quân lực mạnh hơn gấp mấy lần. Có đến 70 vị chiến tướng thiên tôn của nhân đạo tiến vào tìm kiếm cơ duyên, và tiên đạo cũng phái ra gần 50 người. Cổ điểm miêu cương là chuyến rèn luyện cuối cùng, không ai trong hai đạo muốn bỏ lỡ cơ duyên cuối cùng này. Bởi vì sau khi thiên đạo tái xuất, sẽ phong ấn cơ duyên của trời đất. Đến lúc ấy muốn gia tăng chiến lực, chỉ có thể dựa vào chinh chiến giết chóc nơi xa trường khốc liệt để lĩnh mộ mà thôi. Lần này tiên đạo vẫn do mộ dung nguyên duệ lãnh đạo, còn phía nhân đạo vẫn là Trương Đạo Lăng. Khác với lúc ở cổ địa hoang mạc Long Môn, lần này toàn bộ đại quân đạo môn cùng xuất kích, không còn bố trí mai phục chờ đợi bên ngoài nữa. Mộ Dung Nguyên Duệ và Trương Đạo Lăng sau một hồi bàn bạc đã đưa ra thỏa thuận này, lần trước bọn họ đã chịu thiệt hại nặng nề, nên họ quyết không để lại bất cứ cơ hội nào cho ma đạo nữa. chương 882, Chiến thần Chi Hôn 2 Nhìn khí thế bất phàm của đội quân hai đạo nhân tiên, trong lòng Khương Tuyết Dương thấp thỏm không yên, các vị chiến tướng ma đạo, mỗi người cũng đều hoang mang lo lắng. Ma đạo chỉ có 30 vạn quân, sau khi vào cổ địa chỉ cần xảy ra xung đột với hai đạo nhân tiên, tính mỗi quân uy cũng đã bị chèn ép đến thở không ra hơi rồi. Trước đây còn có thủy họa giải phóng thần uy ổn định sĩ khí, bây giờ thủy họa cứ trầm chạp không chịu thức tỉnh, khí thế ma đạo thoáng chốc đã suy yếu. Hiện giờ thủy họa chỉ có tính cách của cô gái nhà họ Lâm của 400 năm trước, bị sĩ khí hào hùng của đại quân hai đạo dọa sợ, thần sắc tái nhợt mặt cắt không còn một giọt máu. Thứ cô ấy mất đi không chỉ dung mạo của tử thần, mà còn là thần uy của tử thần. Nhìn thần minh thiên tôn của hai đạo nhân tiên, một hoàng hà nương nương nhỏ bé như cô ấy chỉ cảm thấy kinh hãi tột độ. Điều quan trọng nhất là, cô ấy hoàn toàn không thể che giấu khuyết điểm chết người này. Vì lần trước cô ấy không tham gia trận chiến hoang mạc long môn, bây giờ cô ấy vừa hiện thân, đã thu hút hàng ngàn ánh nhìn của hai đạo tiên nhân. May thay, thuần quân kịp thời xuất hiện trước mặt cô ấy, phóng ra uy lực kiếm khí mạnh mẽ của kiếm linh giúp thủy họa ngăn chặn thần niệm đang ồ ạt phóng tới nếu không chỉ cần bị thần niệm uy áp của bọn họ nhắm tới đã đủ khiến thủy họa run rẩy không thể đứng vững rồi thấy vậy khương tuyết dương âm thầm thở dài nhưng tất nhiên vẫn cảm thấy thương cô ấy hơn đừng sợ mọi chuyện còn có tôi rồi mà tuyết dương nhẹ giọng an ủi có phải tôi vô dụng lắm phải không giọng nói của Thùy họa nỉ non yếu ớt pha lẫn chút thất vọng rất rõ ràng cô ấy vẫn còn sợ hãi chưa thể hoàn hồn được Cô phải tin vào chính mình, cô ấy là phá quân, là tướng phá quân của Ma đạo ta. Nhưng mà tôi nghĩ nếu anh ấy có mặt ở đây thì tốt rồi." Thùy Họa cúi thấp đầu nói, "Anh ấy vẫn luôn ở đây." "Ở đâu chứ?" Thùy Họa ngước đôi mắt sáng trong veo nhìn Khương Tuyết Dương hỏi. Khương Tuyết Dương từ từ quay người sang chỗ khác, vấn đề này cô ấy không muốn trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ mấy lời nói của Thuần Quân thì cô ấy đã đoán ra được một ít chân tướng, đến cả bản thân cô ấy cũng không thể chấp nhận được. Tất nhiên cũng không thể nói với Thùy Hỏa, bởi vì cô ấy sợ sau khi cô ấy nói ra, Thùy Hỏa sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Đợi đến ngày cô thức tỉnh mệnh cách phá quân, chính là giây phút đạo tổ quay về. Biểu hiện kỳ lạ của Thùy Hỏa đều lọt vào cặp thần nhãn lam le dò ngó của Thiên Tôn hai đạo nhân tiên, tất nhiên cũng không giấu nổi mộ dung nguyên duệ. Chiến thần và tử thần là kẻ thù truyền kiếp của nhau, cô ấy muốn xác nhận xem trên người Thùy Hỏa đã xảy ra chuyện gì, bèn phái Đắc Kiều công chúa đến mời Thùy Hỏa vào lều trại gặp mặt thuần quân đứng chắn trước mặt đắc kiều công chúa, ngăn cản bước chân của cô công chúa kia. Trước áp lực kiếm khí của thuần quân, đắc kiều công chúa trầm chạp dừng bước chân. Lần này đại quân ma đạo xuất trinh, Thùy Hòa tất nhiên là nhân vật được chú ý nhiều nhất, đa số đều tò mò xem phản ứng của cô ấy. Ngoài Thùy Hòa ra, nhóc thuần quân cũng đặc biệt được quan tâm. Kiếm linh vạn cổ vô cùng hiếm thấy, chưa từng xuất hiện trong lục đạo luân hồi. Huống hồ kiếm khí uy áp mà thuần quân giải phóng ra, rõ ràng đạt đến cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, là tài năng thiên bẩm gần như sánh ngang với người đã hóa thành kiếm nữ thuần dương, càng khiến người ta hiếu kỳ. Sau khi chiến loạn thiên đình kết thúc, thương huyền thiên của câu trần đại đế rơi vào tay của đắc kiều công chúa, chiến lực càng bước lên tầm cao mới. Nếu bộc phát toàn lực sẽ sở hữu sức mạnh chiến đấu của đạo tổ. Nhưng cho dù như thế, khi đối diện với kiếm khí uy áp đáng sợ của thuần quân, đắc kiều công chúa vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập không thể xem thường. Thuần quân, để lâm tướng quân đi theo cô ta đi khương tuyết dương nói tuyết dương đạo bất đồng bất tương vi mưu con lo lắng chị thùy hỏa sẽ gặp nguy hiểm mất a à lê đứng ra ngăn cản a à lê con nói vậy chẳng khác nào quá xem thường khí độ của mộ dung đạo tổ rồi vậy con đi cùng chị thùy hỏa a à lê lại nói không cần đâu để tự mình cô ấy đi đi khương tuyết dương muốn để thùy hỏa gặp mộ dung ắt có chủ ý của riêng mình chiến thần và tử thần là kẻ thù truyền kiếp có lẽ từ chỗ mộ dung nguyên duệ sẽ có được cơ duyên giúp cô ấy thức tỉnh với lại cho dù trận chiến phong thần bùng nổ, tiên đạo cũng sẽ không khai chiến với ma đạo, vì thế nên dù thùy hỏa gặp riêng mộ dung cũng không có gì nguy hiểm hết. thấy khương tuyết dương kiên quyết như vậy, a lê cũng không nhiều lời nữa, để thùy hỏa một mình đơn độc đi cùng đắc kiều công chúa đến lều trại của mộ dung nguyên duệ. trong ba đại quân, ma đạo và tiên đạo cách nhau gần nhất. khi đến lều của mộ dung nguyên duệ, thùy hỏa càng cảm thấy sợ hãi, cơ thể run cầm cập, đầu không dám ngẩng lên. Mộ Dung Nguyên Duệ quan sát tỉ mỉ một hồi, trong lòng sớm đã có đáp án. Lúc này đây trong lều doanh trại chỉ có hai người bọn họ, nhìn thấy dáng vẻ rụt rè sợ sệt của Thùy Họa, đáy mắt Mộ Dung Nguyên Duệ bỗng lóe lên tia trào phúng. Sau đó cô ấy đi đến trước mặt Thùy Họa, giơ tay nâng cầm cô ấy lên. Tử thần các hạ, có còn nhớ nỗi nhục của ta ở quy khư hay không? Cái gì cơ, thấy Thùy Họa mơ mà ngơ ngác, Mộ Dung Nguyên Duệ bỗng nhiên cảm thấy đắc ý, nhưng mặt thì thầm bên tai của Thùy Họa, nếu như cô đã quên rồi, vậy tôi giúp cô nhớ lại một lát nhé. Nói xong, mộ dung nguyên duệ ôm lấy Thùy Hỏa vào lòng. Chưa đợi Thùy Hỏa hét lên, đã nhẹ nhàng hôn xuống. Cảnh tượng chấn động thất kinh hồn bạt phía đã xảy ra, trong đầu Thùy Hỏa chỉ cảm thấy trống rỗng. Tiếp đó, từng mảnh ký ức mơ hồ lần lượt ùa về trong đầu cô ấy. chương 883, Tử thần chi thương 1 Trong thái cổ tam giới, chiến thần và tử thần được sinh ra cùng lúc, nơi có chiến tranh ắt có cái chết. Ngay lúc Chiến Thần mộ dung nguyên duệ nhẹ nhàng hôn, mọi thứ cứ như một cơn bão tuyết đổ ập lên môi Thùy Họa, thức hải của Thùy Họa nổ âm vang. Một mảnh ký ức rời rạc ùa về. Tôi tên là Lâm Thùy Họa, sinh ra trong nghèo khó, chết trong tuyệt vọng. Trở thành hoàng hà nương nương, oán khí ngàn năm không tan biến, tôi không thể tiêu tán thần hồn, mà vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy hồ sông Hoàng Hà. Tôi trôi dạt dưới đáy sông suốt năm này qua tháng nọ, chuyện hay làm nhất chính là ngắm nhìn màn đêm yên tĩnh, âm thầm ngoi đầu lên mặt nước lặng lẽ nhìn cuộc sống của người dân hai bên bờ sông tôi là một cô hồn những gì tôi có cũng chỉ là sự cô đơn chống trải chính lúc tôi cho rằng tôi sẽ chết dần chết mòn trong cô độc màn sỉ nhục của quỷ nước trong con sông đã thức tỉnh mệnh cách của tôi giúp tôi có được ký ức của một người khác tàn hồn của phá quân chuyển thế chín lần lúc tìm thấy tôi thì sức mạnh thần niệm trong tàn hồn ấy đã suy yếu như ngọn đèn đã cạn dầu vì thế khi tôi còn sống cô ấy không thể đánh thức túc mệnh của tôi nhiều năm sau khi tôi chết vẫn cứ luôn thất bại cho đến khi chịu nỗi ô nhục này đã khơi gợi sự cộng hưởng với phá quân, tôi mới có thể hoàn toàn kết thừa mệnh cách phá quân của cô ấy. Mà sau khi sứ mệnh của cô ấy hoàn thành xong, mảnh thần thức cuối cùng đã hóa thành hư vô hòa mình với trời đất. Tiếp theo đó, tôi nhờ vào mệnh cách phá quân trốn xuống dưới đáy sông Hoàng Hà bắt đầu tu luyện. Chớp mắt 300 năm đã trôi qua, Hoàng Hà Đại Vương nhiều lần đến bái kiến tôi, nhưng tôi không thèm để ý gì đến ông ta. Mãi đến một ngày, Ông ta nói với tôi có một đạo sĩ muốn mời bọn họ làm một chuyện trọng đại. Họ không chỉ mời ông ta, mà toàn bộ 64 tướng quân Hoàng Hà Bát Đại Vương đều nhận được thư mời của đạo sĩ. Tôi hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, ông ta nói đạo sĩ muốn nhờ họ giúp sức kéo một cỗ quan tài. Quan tài gì cơ? Cửu Long kéo quan âm thầm đi xuống đường nước của sông Hoàng Hà, muốn xin một cơ hội sống cho người nằm trong quan tài. Nghe ông ta nói thế, tôi liền hiểu ngay, người mà phá quân đợi cuối cùng đã tới rồi. Người ấy chính là người mà phá quân dành cả đời để yêu. Cô ấy cầm đạo xuống âm ti, thật chất không phải vì muốn báo thù thay ông ấy, mà chỉ muốn kéo chấn hồn quan của ông ấy ra ngoài. Một đao chém nước sông vong xuyên, nước sông chảy xiết, quan tài chấn hồn trôi ra ngoài, được người khác âm thầm dối trên lửa dưới kéo từ âm ti giấu ở Đông Hải. Đáng tiếc thay, tuy rằng quan chấn hồn đã được kéo ra ngoài, nhưng phá quân không còn cơ hội nhìn thấy ông ấy nữa. Sau khi cô ấy bỏ mạng nơi chiến trường, chỉ bảo toàn được một mảnh tàn hồn, còn phải gánh thêm mệnh cách phá quân. Sau đó, phá quân liên tục chuyển thế 8 lần, cả 8 lần đều bị người khác phát hiện và giết chết. Mãi đến lần cuối cùng chuyển sinh trên người tôi, bởi vì lúc tôi chết oán khí quá nặng, âm hồn mãi không tan biến, mới tạo thành cơ thể âm linh kế thừa mệnh cách phá quân của cô ấy. Lúc tôi nghe nói đến cửu long kéo quan, liền biết chắc chắn người trong quan tài là ông ấy. Phá quân không thể gặp ông ấy, tôi sẽ thay cô ấy đến gặp một lần, xác định thử xem ông ấy thật sự đã chết hay chưa. Đáng tiếc thay, tu vi của tôi lúc ấy quá kém cỏi, hoàn toàn không phải đối thủ của tay đạo sĩ kia, cuối cùng chỉ đành trơ mắt đến nhìn quan chấn hồn bị đạo sĩ kia thi pháp chôn sâu dưới đáy sông. Nhưng mà tôi cũng không phải phí công vô ích, tôi hợp mưu cùng người khác bàn bạc kế sách công phá trận pháp của đạo sĩ. Sau đó âm thầm chờ đợi nhiều năm, cuối cùng thì đã giúp người trong quan tài tìm thấy cơ duyên trùng sinh. Nhìn thấy đứa bé đó từ từ trưởng thành, trong lòng tôi tràn ngập mong chờ. Nhưng đợi đến khi anh ấy trưởng thành, Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất thất vọng. Soan xĩnh tầm thường, tinh thần xa sút nhìn từ trên xuống dưới thật sự không giống người mà phá quân đang chờ đợi. Bạch Hà Sầu an ủi tôi nói, đấy là vì anh ấy vẫn chưa thức tỉnh thúc mệnh của bản thân mà thôi. Sau đó, khi thời điểm bí mật đàm cửu Long Hé mở ngày càng đến gần, Bạch Hà Sầu tự mình thu nhận anh ấy làm đệ tử, rồi để anh ấy kết hôn với tôi. Mối hôn sự này, mới đầu tôi vẫn còn khá do dự, nhưng mà tôi muốn hoàn thành di nguyện của phá quân nên miễn cưỡng ép buộc bản thân đồng ý. Sau khi kết hôn với anh ấy, tôi mới biết, có những người nhìn có vẻ u ám bội bạc, nhưng thật ra nội tâm vẫn thuần khiết trong sáng như trinh nữ. Càng ngày tôi càng có thiện cảm với anh ấy, bên cạnh đó còn có một chút hổ thẹn, bởi vì tôi biết tôi không phải phá quân, tôi chẳng qua chỉ có ký ức của cô ấy mà thôi. Tôi và Bạch Hà Sầu đều đã tính sai một việc, chúng tôi tưởng rằng anh ấy chính là người phá quân đang đợi, nhưng thật ra không phải anh ấy. Khi biết được chân tướng, Tuy rằng tôi rất thất vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng mình cũng có một chút mừng rỡ. Tôi không phải phá quân, và anh ấy cũng không phải người đó. Vậy thì chúng tôi có thể làm một đôi vợ chồng thật sự rồi, trăng long đầu bạc, nắm tay đến trọn đời. chương 884, Tử thần chi thương hai. Ngày đàm cửu long hé mở bí mật đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi rơi vào vòng vây của đạo môn, bị đánh đến trọng thương. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy nỗi đau đớn của phá quân, thật sự rất đau, toàn thân như bị xé tan thành từng mảnh đến thần hồn cũng suýt tiêu tán tôi cắn răng chịu đựng phá quân tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy vì thế tôi cũng không muốn bỏ chạy thế nhưng chính thời khắc tôi cận kề cái chết có một ngôi sao băng quét qua màn đêm thiêu cháy quỹ đạo rực rỡ nhất hai năm sau đó tôi đã hoàn toàn gỡ bỏ thân phận con gái nhà họ lâm ngôi sao băng giáng xuống đó đã giúp tôi hiểu được sứ mệnh thật sự của mệnh cách phá quân tôi chính là tướng phá quân của ma đạo tôi đã hiểu rõ bản thân là ai rồi mà anh ấy cũng hiểu con đường anh ấy phải đi, mới hạ quyết tâm mà không mảy may do dự dơ cao cờ chiêu hồn của ma đạo. Tại Sơn Hải quan đoạt lấy đao trấn yêu, sau đó tôi cùng anh ấy đến hàn hoang tìm kiếm tung tích hậu duệ của Lưu Phong Thiên Tôn, chuẩn bị cho sự tái xuất của ma đạo. Từ sau trận chiến ở hàn hoang, tôi chém một đao khiến tóc bạc trắng, từ đó hấp thụ sát khí quân uy của ma đạo vào người, ngồi vững trên chiếc ghế tướng phá quân thời gian sau đó, chiến sự ma đạo liên miên không dứt, tôi luôn là người tiên phong dẫn đầu đánh địch người bị nhắm đến đầu tiên luôn là tôi thật ra thân thể của tôi đâu có cường tráng rắn giỏi cho dù khoát lên lớp áo giáp sắt dày cỏ cũng không chịu nổi quá nhiều thương tích có nhiều lúc tôi phải dùng đến ý chí của bản thân cắn răng chịu đựng đây là vì ma đạo cùng vì anh ấy sau khi đánh thắng giã tiên anh ấy phong thần cho tôi không rõ đây là cơ duyên trùng hợp hay là vận mệnh an bài tôi đã ngưng tụ được thần cách của thái cổ minh giới tử thần trong trận đấu trước đây được anh ấy phong làm tử thần, sở hữu thân thể bất tử của tử thần. Thật ra, cái gọi là thân thể bất tử là lời nói dối đáng sợ nhất trên thế gian này. Thân thể bất tử không phải nói cơ thể tôi mạnh mẽ cường tráng, không chịu tổn hại, mà là mặc kệ tôi trên người tôi có bao nhiêu vết thương đều có thể hồi phục bình thường. Nói cách khác chính là, bất kể tôi có hứng chịu thương thế nặng nề đau đớn đến mấy, đều phải âm thầm nhẫn nhịn, không một lời oán thán. Trước khi chưa niết bàn, tôi cứ tưởng rằng nỗi đau đớn tột cùng chính là bị sĩ khi quân địch tấn công. Tưởng chừng như đang phải xông qua núi đao biển lửa, như vạn kiếm xuyên tâm. Mãi đến khi lần đầu tiên tôi niết bàn ở âm sơn, tôi mới hiểu, đau đớn mà niết bàn mang lại, còn khủng khiếp gấp trăm lần xông qua núi đao biển lửa, gấp ngàn lần bị vạn kiếm xuyên tâm giống hệt như cơ thể đang sống sờ sờ mà bất thình lình bị nghiền nát thành cắt bụi, ngay cả thần hồn cũng bị đánh tan, rồi tái thiết lại thành người. Mỗi lần tôi niết bàn, liền không muốn niết bàn lần thứ hai nhưng vận mệnh cứ thích trêu đùa với tử thần áo nghĩa của tử thần phải được lĩnh ngộ từ niết bàn anh ấy cứ nghĩ tôi vì tử thần mới trở nên ngày càng lạnh nhạt xa cách lại không biết tôi dùng khuôn mặt lạnh lùng của tử thần che đậy nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng của mỗi lần niết bàn có lần đầu tiên tất nhiên sẽ có lần thứ hai mỗi lần như thế tôi đều như sống không bằng chết thậm chí không kìm lòng được mà hận anh ấy hận anh ấy vì sao phong thần cho tôi tôi thà chết trên chiến trường cũng không muốn trở thành một tử thần mãi mãi bất tử nhưng mà mỗi khi nhìn ánh mắt dịu dàng đằm thắm của anh ấy nỗi căm hận của tôi lại trôi đi theo dòng nước theo đà thế lực của ma đạo ngày một mở rộng thì kẻ địch tìm tới cũng càng lúc càng nhiều chiến đấu lại càng khốc liệt hơn nên túc mệnh của tướng phá quân cũng dần dần trở nên nặng nề hơn tại quy khư tôi đã niết bàn hai lần tôi cứ tưởng rằng sau khi chiếm được quy khư làm ma đạo tổ đình tôi có thể được nghỉ ngơi thư giãn một thời gian để xoa dịu nỗi thống khổ nhưng mà chẳng mấy chốc lại truyền đến tin tức cổ địa núi Hạ Lan phá phong ấn, 300 vạn quân ma đạo tiến vào núi Hạ Lan quyết đấu với liên minh quỷ yêu. Trận chiến này vô cùng khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút toàn quân ma đạo sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà, đến cuối cùng chúng tôi vẫn giành được chiến thắng. Trong trận chiến đó, cái chết oanh liệt của thất thải Minh Vương gây chấn động tam giới. Ánh sáng thần quang bảy màu rực rỡ lóa mắt, khiến toàn quân ma đạo chìm đắm trong bi thương. Sau khi Thủy Kỳ Lân Yến tháp trở về, cũng khiến người khác rè chừng trước sự lớn mạnh của ma đạo. Nhưng dường như chẳng có ai hay biết, trong trận đấu ấy tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn vật vã sau khi liên tục niết bàn đến tận hai lần. Lúc niết bàn lần thứ bảy, tuy rằng tôi may mắn sống sót, nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, mình đã thất bại rồi. Bởi vì ý chí của tôi đã bị cơn đau đớn xé gan xé thịt này đánh bại, lúc ngừng tụ thần hồn, tôi đã cắn răng liều mạng nhắc nhở bản thân, tôi không muốn có tiếp tục niết bàn nữa. Tôi đã chịu không nổi nữa, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi vì thế trong khi đại quân ma đạo ngóng trông mong chờ chuẩn bị đón tiếp tướng phá quân trùng sinh trở về tôi đã khiến bọn họ thất vọng người quay về không phải tướng phá quân mà chỉ là cô gái nhà họ lâm khi xưa mà thôi tôi không biết vì sao trong đầu mình lại đột nhiên ùa về nhiều ký ức đến vậy nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục làm tướng phá quân nữa tôi đẩy mạnh mộ dung nguyên dậy ra hít thở hồng hộc chừng mắt phẫn nộ nhìn cô ấy mộ dung nguyên rợi sướng sờ trong giây lát Nụ cười trên môi cũng biến mất. Ta biết cô không muốn tiếp tục làm tử thần, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu như cô không vẫn cứng đầu không chịu tỉnh lại, tất cả những người của Ma đạo đều sẽ chôn thân tại cổ địa Miêu Cương này. Chuyện đó sẽ không xảy ra, anh ấy sẽ đến giải cứu Ma đạo. Anh ấy đã bị nhốt trong tháp thất bảo như ý linh lung rồi, chắc chắn không thể tham gia trận chiến cổ địa Miêu Cương, người có thể cứu Ma đạo chỉ có mình cô mà thôi. Nhớ cho kỹ, tử thần mới là con người thật của cô. Không phải cô gái nhà họ Lâm chân yếu tay mềm kia đâu. Chương 885, Tăng ô tổ chú 1. Giải thích tăng ô tổ chú nghĩa là lời nguyền rủa của đỉnh tăng ô. Hết giải thích, từ khi trở về từ lều trại của mộ dung nguyên duệ, Thùy Hỏa cứ mãi trầm tư không nói năng gì cả. Khương Tuyết Dương không chạy đến tra hỏi nguyên nhân, cũng cấm người khác nhiều lời. Không lâu sau đó, đại quân nhân đạo hoàn thành trước việc chuẩn bị chiến đấu, Tuân theo ước định là người đầu tiên tiến vào cổ địa Miêu Cương. Lối vào của cổ địa Miêu Cương tuy rằng cũng thuộc một dạng dịch chuyển tùy ý, nhưng mà thua xa pháp trận dịch chuyển của Quy Khư. Cơn lốc này có thể bị xé vạc bởi sức mạnh ngoại lực thần thông, như vậy sẽ không có tình trạng ở ngoài là một đại quân mà khi vào trong bị phân tán thành từng nhóm nhỏ. Trước mắt trong Tam Đạo thì sức mạnh của Nhân Đạo là lợi hại nhất, vì thế họ có tư cách đi vào đầu tiên. Cách Nhân Đạo dùng để phá cơn lốc hư không khá đơn giản, Tạ Lưu Vân tìm thấy nhược điểm của cơn lốc hư không, sau đó Lữ Thuần Dương dùng một kiếm chém làm đôi tức thì đã làm rối loạn cơn lốc hư không, 120 vạn đại quân nhân đạo nhân cơ hội đó nhảy vào cổ địa. Đợi khi đại quân nhân vào đóng quân xong xuôi hết, cơn lốc hư không lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Một canh giờ sau, đến lượt đại quân tiên đạo tiến vào chiếm giữ chỗ đóng quân, tiên đạo không có thiên tài giỏi do thám huyền cơ như tạ Lưu Vân, cũng không có thanh kiếm sát bén như Lữ Thuần Dương, cuối cùng vẫn do đích thân mộ dung nguyên duệ ra tay, triệu hồi bốn đại phân thần bài chí năm trận tiên thiên ngũ hành, mượn sức mạnh trận pháp làm rối loạn cơn lốc hư không. Sau khi 90 vạn đại quân tiên đạo đi vào trong, thì đã đến lượt ma đạo. Khương Tuyết Dương không vội dẫn quân tiến vào trong, đợi nửa ngày trời, mới bắt đầu sắp xếp người đi phá cơn lốc hư không. Người ra tay chính là A Lê và Thuần Quân, Thuần Quân triệu hồi ba mảnh kiếm hải hợp sức công phá, đợi khi cơn lốc hư không bị kiếm khi đánh đến biến dạng, A Lê liền dùng nguyệt thần quỷ đạo phá vỡ cơn lốc, sau đó 30 vạn đại quân ma đạo cũng tiến vào cổ địa. Cổ địa Miêu Cương có tổng cộng 7 đỉnh núi, bố trí trận thất sát bằng cách mô phỏng theo thất tinh bắc đầu, lối vào được sắp xếp ở chỗ ngôi sao tử vi. Sau khi ma đạo dẫn quân vào bên trong, đã thấy ba trong 7 đỉnh núi lần lượt là đỉnh tuyệt vọng, đỉnh khủng cụ, đỉnh ngạo mạn đều bị nhân đạo chiếm đóng. Sức mạnh tà khí của ba đỉnh núi này có tác dụng tuyệt vời trong việc rèn luyện tâm tính giết chóc và gia tăng thực lực đối với người tu hành. Đặc biệt là sức mạnh tà ma của đỉnh ngạo mạn, giúp thiên tài trăm năm có một như Lý Thuần Dương có cải thiện đáng kể. Tiên đạo chiếm lĩnh ba đỉnh núi bạo lệ, phẫn nộ và nghi hoặc. Ba ngọn núi này giúp rèn luyện tâm tính, gia tăng thực lực. Tổng cộng bảy đỉnh núi, hai đạo nhân tiên tất nhiên sẽ không khiêm nhường mà chiến chọn hết sáu đỉnh núi, chỉ trừ lại mỗi đỉnh núi tăng ô mà họ xem thường cho ma đạo. Tăng ô là hương vị mà hai đạo tiên nhân chưa từng nếm trải qua. Nhưng lại là cái gai mắc trong họng của ma đạo tôi từ khi tái xuất đến giờ giải thích đỉnh khủng cụ nghĩa là đỉnh sợ hãi bạo lệ nghĩa là tàn nhẫn độc ác tăng ô nghĩa là tàn ác kinh tởm hết giải thích đạo quán nhân đạo nhiều vô số kể hương hỏa hưng thịnh tiên đạo được chúng thần cung phụng truyền bá rộng rãi nên sở hữu lượng tín đồ đông đảo nhất nhưng chỉ duy nhất ma đạo tôi từ khi được thành lập đến nay đã hứng chịu mọi lời bàn tán dị nghị chữ ma này đã nói rõ mọi chuyện không được chấp nhận không được dung hòa vào đạo môn bị tam giới áp bức còn phải hứng chịu lời nguyền độc ác mà thiên đạo giáng xuống. Luôn luôn bị bài xích xa lánh, chưa từng được người khác công nhận. Trận chiến phong thần năm đó, ma đạo đã gây thù chuốc oán với tất cả các thế lực trong tam giới. Lúc vây đánh ma đạo ở đảo Kim Ngao, các thế lực lớn như nhân đạo, tiên đạo và âm ti, thậm chí đến cả mấy kẻ tán tu quỷ tu dị loài cùng hợp sức bày binh bố trận tiêu diệt đệ tử ma đạo. Có một câu nói rất hay, nếu thiên đường nằm bên trái, ma đạo sẽ đi hướng bên phải hai đạo nhân tiên xem thường đỉnh tăng ô nhưng đối với đệ tử ma đạo mà nói đây lại là lựa chọn phù hợp nhất bởi vì đệ tử ma đạo trước giờ chưa từng thiếu thốn dũng khí cũng không hề thiếu thốn lòng tin những gì cần rèn luyện sớm đã thăng hoa nhờ tám chữ ma đạo đệ tử vạn kiếp thiên hồng ma đạo đến đây chính vì muốn đối đầu với tà ma trong núi tăng ô vì thế cho dù hai đạo nhân tiên có quét sạch tài nguyên của sáu đỉnh núi kia nhưng nếu như ma đạo thuận lợi hoàn thành đợt rèn luyện tâm tính của tăng ô thì lợi ích mà chúng tôi giành được tất nhiên sẽ không thua kém bọn họ. Sau khi bảy đại ma tôn bị tiêu diệt, chiến lược tà ma do tà khí bên trong của cổ địa miêu cương luyện hóa thành đã bạo phát, mỗi đỉnh núi đều là một cuộc chiến tranh giành đầy gian khổ và khốc liệt. Ma đạo chỉ phái đến có 30 vạn người, không có chiến tướng cấp bậc đạo tổ che chở, nên dù chỉ công phá một đỉnh tăng ô cũng phải dở hết mọi thủ đoạn, từng bước đều gặp phải muôn vàn khó khăn. Cuộc chiến giết chóc tàn khốc bắt đầu, Khương Tuyết Dương cũng gia nhập vào cuộc chiến. Cốt lõi sức mạnh của tà ma trên đỉnh Tăng Ô nằm ở giải phóng lời nguyền tàn ác, lúc chiến đấu với bọn chúng, đệ tử ma đạo buộc phải hứng chịu áp lực nặng nề. Người xưa có nói, bị hàng tá người chỉ trích, đến một lúc nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. chương 886, Tăng Ô Tử Chú 2 Chính là ám chỉ sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Tăng Ô đối với con người. Không phải tất cả mọi người cũng có dũng khí đối mặt với mấy lời dèm pha phỉ báng, khi toàn thế giới nghĩ rằng bạn đã làm sai, nếu như bạn kiên cường đi về phía trước mới là một dũng sĩ đích thực. Mỗi một đệ tử ma đạo đều bị hứng chịu lời nguyền tàn ác, bước chân leo lên đỉnh núi lúc nhanh lúc chậm, kéo dài liên tục. Không phải tất cả đệ tử ma đạo đều có trái tim kiên định, có người trong lúc chiến đấu bị tà ma trên đỉnh tăng ô đoạt mất thần trí, rơi vào ma trướng. Một khi nhập ma, sẽ không còn là đệ tử ma đạo nữa, bởi vì loại tâm ma này không thể siêu độ, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị tà khí trong cổ địa nuốt chửng thần hồn, chết mất xác hồn tan biến mà thôi. Lời nguyền tàn ác có lực sát thương cực kỳ nghiêm trọng đối với đệ tử yêu tộc và đệ tử vong hồn của ma đạo, bởi vì họ thuộc nhóm dị loài, chính bản thân cũng không có chỗ dung thân. Ngoài ma đạo không phân biệt chủng tộc ra, không có ai bằng lòng dẫn dắt họ nhập đạo. Chợ quỷ năm đó, nhóm dị loài bị xem làm vật mua bán như một món hàng hóa thấp kém, số phận thê lương của họ đến từ chính sự tàn ác trong con mắt của người đời. Lực lượng càng mạnh, lời nguyền tàn ác bị giáng xuống sẽ càng lợi hại hơn. Đôi mắt của A Lê sớm đã đỏ ngầu, thân làm thái cổ nguyệt thần, lời nguyên tàn ác mà cô bé phải hứng chịu đến từ thiên đạo. Đám tà ma trên đỉnh tăng Ô liên tiếp xuất hiện vây đánh A Lê, chúng ồ ạt à kéo đến như cuồng phong bão tố giữa biển khơi. A Lê không giỏi chiến đấu tầm gần, chỉ có thể dựa vào nguyệt thần quỷ đạo không ngừng quét sạch tà ma trên đỉnh tăng Ô. Nhưng mà, trên người A Lê vẫn còn có thần vị, lại là thái cổ nguyệt thần. Với niềm kiêu hãnh của thái cổ nguyệt thần, lời nguyền của đám tà ma trên đỉnh tăng ô không xứng để cô bé đặt vào mắt. Nguyệt thần quỷ đạo điên cuồng chém giết đám tà ma trên đỉnh tăng ô, đồng thời trình độ ngắm bắn của A Lê cũng từng bước được cải thiện. Trong mấy trận chiến trước đây của ma đạo, A Lê thường nhiên về ngắm chuẩn một điểm, lần này cô bé đã phát huy được sức mạnh hủy diệt sát thương trên diện rộng. Mở rộng khoảng cách của nguyệt thần quỷ đạo, A Lê còn biết cách tranh thủ thời gian thi triển nguyệt quang chúc phúc để hỗ trợ những đệ tử ma đạo đang chiến đấu trên tiền tuyến, giúp họ giữ được trạng thái cường tráng nhất khi phải đối mặt với những thử thách ngày càng khó khăn. Về phần những đệ tử bị kẹt lại phía sau cũng không cần sốt sắng lo lắng cho họ, bọn họ chỉ cần ngừng leo lên liền có thể tránh khỏi đợt tấn công như bão táp của đám tà ma đỉnh Tăng Ô. Lần rèn luyện này là đợt trải nghiệm dành riêng cho mỗi đệ tử ma đạo, tất cả mọi người đều có mục tiêu phấn đấu và cách khiêu chiến phù hợp với bản thân, không cần nhất thiết phải đoàn kết cùng tiến cùng lùi. Quan trọng là, tất cả đệ tử ma đạo đều không sợ chết, tuy giữa thực lực và tâm tính có chút không cân bằng, nhưng về cơ bản vẫn duy trì trận hình hoàn chỉnh, không có ai cam lòng để bản thân tụt lại phía sau. A Lê phô diễn sức mạnh vô biên, phía Liễu Tri Nhung cũng chịu kha khá đòn tấn công của đám tà ma. Ở quy khư tộc tương Liễu chính là dòng tộc bị tộc nhân đại mạc nguyền rủa, cơ thể của yêu long được ngưng tụ từ lời nguyền của loài rồng. Sau khi hóa thành yêu long, chiến lực của Liễu Tri Nhung đã một bước nhảy vọt đến cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, số lượng tà ma đỉnh tăng ô tấn công cô ấy chỉ xếp sau A Lê, thậm chí còn nhiều hơn đám nhắm tới ngạo phong. Quá trình tu luyện chiến lược của Liễu Chi Nhung khá phức tạp, mới đầu cô ấy nuốt trưởng long cách của phệ hồn cự long rồi ngưng tụ ra cơ thể yêu long. Trên người cô ấy còn mang nhiều thuộc tính riêng của bản thân, vừa có yêu tính của tộc đại xa, cũng thần tính của loài rồng, đồng thời bởi vì có liên quan đến phệ hồn cự long, nên mang cả hai loại thuộc tính đặc biệt là tử linh và bóng tối. Nói chính xác là, Liễu Trinh Nhung là loài yêu long tử linh bóng tối. Điều này mang lại ưu điểm đặc biệt mà người khác không thể có được khi chiến đấu với đám tà ma, cô ấy không chỉ có thể tịnh hóa sức mạnh tà ma, còn có thể hấp thu rồi luyện hóa sát khí trong cổ điểm miêu cương. Giành được lợi ích tốt nhất, nhưng mối nguy hiểm chờ sẵn cũng đáng sợ nhất, Khương Tuyết Dương âm thầm đứng bên cạnh giúp đỡ cô ấy, chính vì lo lắng Liễu Chi Nhung sẽ xa vào ma trướng. Nếu như Liễu Chi Nhung xảy ra chuyện không may, chính là một tổn thất đáng lo ngại của ma đạo. Dẫu sao cô ấy cũng có tiềm năng tiến lên cấp bậc đạo tổ, là chiến lược quan trọng không thể thiếu của ma đạo trong tương lai. Tuy cùng thuộc yêu tộc, thế mà lực công kích mà Lưu Phong Sương phải chịu có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đã vượt xa những chiến tướng khác của ma đạo. Dòng máu tổ long của ngạo phong vô cùng cao quý, đứng sừng sững trên đỉnh phong, vì thế sức mạnh tà ác mà cậu ấy phải hứng chịu cũng sẽ yếu nhất, có khá ít tà ma vây đánh cậu ấy. Khương Tuyết Dương giao cho cậu ấy nhiệm vụ cùng với thuần quân bảo vệ an toàn cho Thùy Hỏa. Thùy Hỏa khi chưa thức tỉnh thì sức mạnh chiến đấu gần như bằng không, nhưng cô ấy lại hứng chịu đòn tấn công ác liệt nhất vượt xa thái cổ nguyệt thần a lê và người gánh vác túc mệnh tham lang khương tuyết dương nguyên nhân dẫn đến việc này là do thùy hỏa có hai thân phận mệnh cách phá quân và thái cổ minh giới tử thần hai thân phận này mặc kệ cô ấy đi đường nào cũng sẽ thu hút hàng tá đám tà ma tăng ô thế lực tam giới hay bổn tôn thiên đạo vây đánh ngạo phong dường như không hề chịu một đòn công kích nào của đám tà ma đỉnh tăng ô thuần quân do linh kiếm hóa thành bất khả xâm phạm vì thế ngay từ đầu hai người họ đã luôn túc trực bên cạnh Thùy Họa, giúp cô ấy đuổi giết đám tà ma ác ôn. Trong trận chiến này, mỗi người đều phải đối diện tà ma giấu kỹ trong tim, ngoài điều đó ra, đỉnh Tăng Ô còn có tà ma chuyên môn dành riêng đối phó với mấy kẻ xâm nhập. Đệ tử ma đạo vừa phải đuổi sạch đám tà ma tấn công mình, đồng thời cần phải kề vai sát cánh chiến đấu, chống lại kẻ địch bên ngoài. Trận chiến rất khó khăn, càng leo lên cao thì sức mạnh chiến đấu của đám tà ma càng gia tăng hơn, số lượng thương vong càng nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy một người lại một người đệ tử ma đạo ngã xuống, sắc mặt của Thùy Hỏa càng lúc càng u ám, bọn họ không chết dưới tay đám tà ma vây quanh bản thân, mà chết dưới đòn công kích của đám tà ma từ phía trên đổ ập xuống. Nói cách khác do bản thân cô ấy, tướng phá quân đã tác trách rồi. Chương 887, bút tích của đạo tổ 1. Sau khi diệt sạch tà ma, tà khí cũng được đệ tử đạo môn thanh tẩy. Đợi cho tới khi tà khí trong Miêu Cương cổ địa được tẩy sạch sẽ thì nơi này mới được coi là giải trừ cấm chế với nhân gian. Cũng trong trận chiến rửa sạch tội nghiệt này, đệ tử ma đạo càng lúc càng thích ứng với sự tồn tại của lời nguyền căm hận, tà ma cứ vậy mà bị diệt như ngả giả. Mặc dù số lượng tà ma công kích đệ tử ma đạo đã giảm đi, thế nhưng áp lực phía trước càng ngày càng lớn. Đối phó với những tà ma đã đạt tới bán bộ đỉnh phong thiên tôn, ngay cả nguyệt thần quỹ đạo như A Lê cũng không thể trực tiếp thẳng tay dẹp sạch. Đệ tử ma đạo hy sinh mỗi lúc một nhiều, người thùy hỏa cùng càng lúc càng lạnh. Đợi tới khi số lượng tà ma vây quanh thùy hỏa đã giảm đi, Ngạo Phong cũng nhập trận, lưu lại thuần quân để bảo vệ cho thủy hỏa. Một tiếng rồng ngâm chọc thùng trời xanh, Ngạo Long hóa thành tổ long khiến lũ tà ma chẳng thể xâm phạm, cứ vậy mà lao về phía bên trái, dùng sức mạnh tổ long san sẻ gánh nặng cho đệ tử ma đạo. Liền sau đó lại vang lên tiếng rồng ngâm, thân thể yêu long của Liễu Chi Nhung cũng lao về phía bên phải. Có hai con cự long một trái một phải ngăn đón áp lực ở phía trước, đệ tử ma đạo mới coi như có thể ổn định chiến cuộc, vững vàng tiến lên cho tới khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng 500 trượng, ma đạo bắt đầu phải gánh chịu những đợt tấn công dồn dập, hỗn tạp từ đại quân tà ma mang sức mạnh thiên tôn. Đối với những đệ tử ma đạo tu vi còn kém mà nói cuộc chiến cấp bậc thiên tôn như thế này chẳng khác nào bùa đòi mạng, Khương Tuyết Dương bèn dứt khoát ra lệnh cho các đệ tử tạm thời ngừng tiến lên, chỉ để lại hơn trăm đệ tử tinh nhuệ đã đạt tới cảnh giới bán bộ đỉnh phong thiên tôn theo sau Lưu Phong Sương, A Lê và hai con cự long tiếp tục ứng chiến. Mũi tên từ trong tay A Lê ào ào bắn ra như mưa, mức độ công kích của Nguyệt Thuần Quỹ Đạo có phạm vi nhất định, thương tích vì thế cũng bị hạn chế. Hiện giờ cô đã hóa thành Nguyệt Ma, phát huy sức mạnh thần thông của đêm tối, điên cuồng tiêu diệt tà ma. Lưu Phong Sương hóa thành một trái tuyết cầu sáng lung linh, dẫn dắt hơn trăm đệ tử bán bộ đỉnh Phong Thiên Tôn tiến tới ngăn chặn, tiêu diệt đại quân tà ma đang cố gắng phá vỡ vòng vây của Cự Long. Thế nhưng số lượng tà ma quá nhiều, nếu chỉ dựa vào tốc độ của đám người Lưu Phong Sương thì quả thực không thể nào diệt hết. Một khi phòng tuyến bị phá vỡ, Đại quân ma đạo sẽ phải đón nhận một trận đồ sát đẫm máu. tà khí nơi này quá mạnh, không cách nào điều khiển sức mạnh của gió. Khương Tuyết Dương thật khó thi triển pháp lực thần thông, chỉ có thể ở phía sau các đệ tử ma đạo bố trí pháp trận. Thế nhưng số lượng đệ tử ma đạo có đạo pháp thần thông cũng không nhiều, uy lực của pháp trận vì vậy cũng hạn chế. Nhìn thấy nguy cơ trước mắt, Khương Tuyết Dương liền để thuần quân gia nhập trận đấu, cô đích thân tới bảo vệ Thủy hỏa. Lúc này đây mức độ công kích của tà ma đối với Thủy hỏa đã yếu đi nhiều với đệ tử ma đạo ở phía sau cũng vậy. Nguy cơ hiện tại chủ yếu đến từ áp lực trên đỉnh núi. Thuần quân nhận được mệnh lệnh liền biến thành một chùm sáng nhỏ, chọc trời bay lên. Ở giữa không trung hóa thành một thanh cử kiếm, rền vang một tiếng cắm thẳng vào giữa đại quân tà ma ở phía trước, uy áp kiếm khí tỏa ra khắp nơi. Chỉ nghe thấy một tiếng thét vô cùng thảm thiết, hơn chục con tà ma cấp thiên tôn bị kiếm khí đả thương tại chỗ. Màn tấn công cũng vì thế mà yếu đi nhiều, cử kiếm sau đó lại hóa thành người thuần quân sai khiến thái cổ tam kiếm tiến hành đại khai sát giới với nhóm thiên tôn tà ma. Thần kiếm mịt mù, quỷ kiếm âm u, ma kiếm cuồn cuộn. Thùy họa chưa thức tỉnh, đạo tổ không ở đây, hiện giờ thuần quân chính là sát thủ mạnh nhất của ma đạo. Thiên tiên đạo thể dũng mãnh, kiếm tâm lại không bị ảnh hưởng bởi sự nguyên rủa tất thảy giúp cho tiểu thuần quân phát huy nghệ thuật dùng kiếm hủy diệt vô cùng tinh vi, xảo diệu. Sự vĩ đại của kiếm nằm ở chỗ nó được tự do. Kiếm khí dọc ngang ba vạn dặm, một quang kiếm lạnh thập cửu châu sau trận chiến này thuần quân với sức mạnh hủy diệt khủng bố của mình đã trở thành chiến tướng đứng hàng thứ ba trong ma đạo chỉ đứng sau thái cổ tam kiếm của đạo tổ và hồn năng bạo phát của tử thần Thùy hỏa tương lai thuần quân sẽ vững vàng độc chiếm vị trí thứ ba này trong một thời gian dài mãi cho đến khi nguyên phong tổ sư Hy hòa tham chiến tạo ra một biển lửa vô biên lúc này Hy hòa có thể được tôn vinh là hủy diệt tổ sư sức mạnh ánh sáng của bảy đạo quang tuyến đã vượt xa một đòn tự hủy của thất thải minh vương khổng viên sau khi thuần quân tham chiến, áp lực của ma đạo cũng được giải tỏa. Thế nhưng, hơn trăm tăng ô tà ma cảnh giới thiên tôn cũng không phải muốn diệt liền diệt, huống hồ thứ ma đạo phải đối mặt không chỉ có bọn chúng, hãy còn đại quân tà ma từ trên đỉnh núi đang không ngừng tràn xuống. Đại quân tà ma khí thế hùng hậu, đệ tử ma đạo hầu hết vẫn đang túc trục bên dưới đợi lệnh, không cách nào ngưng tụ được sát khí để ứng chiến. Tất cả áp lực chỉ có thể để hai con cự long ra sức gánh chịu. chương 888, Bút tích của đạo tổ 2 Ngạo phong hãy còn tốt, lân giáp trên thân thể tổ long vô cùng chắc chắn, mà yêu long do liễu chi nhung hóa thành đã bắt đầu không thể gắng gượng nổi, long lân tổn thương, máu đen thật nhanh liền thấm đẫm cơ thể. Trận đấu chưa có hồi kết, nhìn thấy đội ngũ tà ma vô tận ở phía trên, ngạo phong từ bỏ nghiến răng tử thủ, thân hình co lại thành thế rồng cuột, lặng lẽ thu lại long khí bẩm sinh trong cơ thể, há miệng phun ra một đạo sức mạnh rồi rào minh mang như thủy triều. Tổ long chấp trưởng biển cả và núi non, sức mạnh thủy triều của ngạo long vừa phát ra, đá thạch hỗn loạn rơi xuống, sóng cả dữ dội tràn vào bờ, đại quân tà ma trong nháy mắt liền bị nước biển làm cho tán loạn. Không đợi nước biển rút đi, ngạo phong lại gầm lên một tiếng, uốn mình bay lên. Thân thể hùng vĩ của cự long hóa thành dãy núi giữa không trung, ầm ầm lao xuống. Khói bụi bay lên khắp nơi, cả tòa tăng ô liền rung chuyển. Ngạo phong lại dùng sơn hải quyết, rút sạch thần niệm và toàn bộ long khí trong người mình diệt hàng vạn quân địch, lại giết hơn 100 tà ma cảnh giới thiên tôn. Đây là lần đầu tiên Ngạo Phong tạo ra sức mạnh hủy diệt lớn như vậy, thực sự là một thảm nạn. Thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, sau khi hóa thân thành núi, Ngạo Phong vô cùng suy yếu. Trừ khi thần hồn được hồi phục hoàn toàn, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Hơn thế, ngọn núi do Ngạo Phong hóa thành cũng có thể bị tấn công, một khi nó bị phá hủy, vậy chẳng khác nào hình thần câu diệt. Vì ma đạo, Ngạo Phong đã dùng toàn lực tiêu diệt một phần tư cường địch, thế nhưng áp lực lúc này vẫn rất lớn. Ở giữa, số đệ tử tinh nhuệ do Lưu Phong Sương dẫn dắt đã suy giảm nghiêm trọng, tuyến phòng thủ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào ngay lúc này, Liễu Chi Nhung đột một bạo phát. Thân thể yêu long độc nhất vô nhị, hơi thở trong nháy mắt liền thay đổi. Thân tính của rồng, yêu tính của đại xà, bóng tối, tử linh. Liễu Chi Nhung bay lên không trung, thân thể hóa hư vô, biến thành một màn xương đen, bắt đầu nuốt trừng tà khí vô tận trên đỉnh tăng ô. Biện pháp cô dùng chẳng khác nào rút củi đáy nồi, vạn phần hung hiểm, sức mạnh chiến đấu của đại quân tà ma chủ yếu đến từ sát khí trên đỉnh tăng ô sau khi bị liễu chi nhung nuốt sạch tà khí sức chiến đấu của bọn chúng cũng lập tức yếu đi thế nhưng hành động này so với ngạo phong mà nói còn nguy hiểm hơn một khi tâm thức bị tà khí chiếm lấy thì sau này sẽ chẳng thể nào quay đầu lại khương tuyết dương thở dài một tiếng cô biết hành động của liễu chi nhung có bao nhiêu nguy hiểm nhưng cũng biết rằng mình chẳng có cách nào ngăn lại bởi vì nếu liễu chi nhung không làm thế mà đạo sẽ không thể ngăn nổi đòn công kích của tà ma núi tăng ô tại sao lại thở dài thùy hòa cuối cùng cũng không còn trầm mặc nữa giọng nói thế nhưng thập phần lạnh lẽo nếu như tôi đoán không nhầm kiêm hà đã nhập ma và không thể quay lại tôi lo liễu chi nhung sẽ nối gót cô ấy khương tuyết dương nói cô ấy sẽ không như vậy làm sao cô biết khương tuyết dương ngạc nhiên hỏi tà khí nơi này mặc dù cực kỳ nồng đậm ma ý lại ít vô cùng không có ma ý cô ấy sẽ không hóa ma có thể đưa ra kiến giải như vậy rõ ràng Thùy Hỏa đã không còn là thiếu nữ lâm gia 400 năm trước. Chỉ là cô cũng không có hành động gì, Khương Tuyết Dương cũng không tiếp tục truy hỏi. Bởi vì cô biết Thùy Hỏa có tâm ma, không giải trừ được tâm ma, cho dù ký ức của cô có hồi phục thì cũng không phải là tướng phá quân của ma đạo. Sau khi Liễu Chi Nhung điên cuồng hấp thu tà khí nơi này, sức chiến đấu của đại quân tà ma quả nhiên đã bắt đầu suy yếu. Một hồi thăng trầm, ma đạo lần nữa ổn định chiến cục, Cùng với sự suy yếu của tà khí, thiên tôn tà ma cũng không còn sức mạnh hủy diệt như lúc ban đầu. Thấy vậy, Khương Tuyết Dương bắt đầu chỉ huy đội quân ma đạo đang túc trục bên dưới bắt đầu tham trận, tấn công vào điểm yếu của địch thủ. Trận đấu dài rằng giặc này, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kèm theo đó là tiếng tên giết xuyên qua không chung, A Lê đã bắn gục thiên tôn cuối cùng của tà ma. Trận đấu kết thúc rồi, cả tòa tăng ô cuối cùng cũng không còn bóng dáng tà ma nào, sau này cũng không còn. Liễu Chi Nhung từ trên trời cao rất xuống mặt đất, sau khi hóa lại thành người lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, cô hấp thu quá nhiều tà khí, vì vậy thần hồn liền bị ảnh hưởng. A à, Lê tới bên cạnh, truyền cho cô một đạo nguyệt quang, giúp cô tự mình chữa lành trong cơn mộng mị. Sau khi Liễu Chi Nhung tỉnh lại, trong cơ thể của cô bỗng nhiều thêm một cỗ khí lực, chính là Tà Long. Liễu Chi Nhung vốn là nữ nhân xinh đẹp nhất, quỷ quyệt nhất của tộc Tương Liễu, mà thứ cô ấy vừa kiểm soát vô tình lại chính là năng lượng quỷ quyệt đỉnh tăng ô không còn bóng dáng tà ma đợi tới khi ngạo phong được a lê dùng nguyệt quang thức tỉnh đại quân ma đạo bắt đầu tiến lên đỉnh núi lên tới nơi nhìn thấy cả tòa ma điện giờ chỉ còn là một đống đổ nát mà đạo đệ tử ai ai cũng vô cùng kinh ngạc chẳng trách nơi này ma ý lại ít như vậy hóa ra ma tôn đã bị giết rồi miêu cương cổ địa chỉ giải trừ cấm chế đối với đạo môn lữ thuần dương tiến vào đây cùng với chúng ta khẳng định không phải do ông ta làm còn ai có thể đơn thương độc mã có đủ thực lực giết chết tăng ô ma tôn đây? Lúc Khương Tuyết Dương nói câu này, làm như vô tình mà liếc thuần quân. Là đạo tổ, lần này thuần quân không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra chân tướng. chương 889, đạo tổ phá quân. Lúc thuần quân nói ra chân tướng, Khương Tuyết Dương thế nhưng cũng không bất ngờ, bởi vì cô đã mơ hồ đoán được chuyện ma đạo tổ sư đã thức tỉnh. Kỳ thực liên quan đến cái chết của ma đạo tổ sư, trong lòng Khương Tuyết Dương vẫn luôn tồn tại nghi ngờ. Vào cái ngày bí mật Đàm Cửu Long được tiết lộ cô cứ luôn chậm chạp không hành động là bởi vì muốn nghiệm chứng chuyện này. Thế nhưng những gì phát sinh sau đó cho thấy tôi và đạo tổ không có duyên với nhau, vì thế mà những nghi ngờ của Khương Tuyết Dương cũng dần dần biến mất. Ngày đó Thuần Quân nói ra câu đố liên quan đến đạo tổ, những nghi ngờ từ trước mà cô đã cố gắng dần xuống từ tận đáy lòng bỗng nhiên sôi trào. Nếu như ma đạo tổ sư đã quay lại, đừng nói chỉ giết một tăng ô ma tôn, muốn quét sạch bảy vị ma tôn tại Miêu Cương cổ địa cũng không thành vấn đề. Tuyết Sương còn có thể giữ bình tĩnh, thế nhưng các vị tướng quân khác của ma đạo đều chấn kinh, nhìn thuần quân chừng chừng. Bọn họ đương nhiên là bất ngờ rồi, một tòa tăng ô đã khiến ma đạo phải trả giá đắt, tử thương hơn 5 vạn binh. Trong mắt bọn họ, thực lực của tôi mới chỉ đạt tới đỉnh phong thiên tôn, làm thế nào có thể dựa vào sức mình mà lên tới đỉnh núi chảm giết tăng ô ma tôn. Trước khi đại quân đạo môn tiến vào miêu cương cổ địa, đạo tổ đã tới nơi này, giết chết 7 vị ma tôn, chiếm được 7 cỗ nguyên lực chi tâm. Thuần quân tiếp tục nói, lời này vừa dứt, sóng gió trong lòng các tướng lĩnh ma đạo lại nổi lên lần nữa, trên mặt đều lộ vẻ khó mà tin được. Cô đi theo tôi, Thùy Hỏa cô cũng đến đây. Khương Tuyết Dương nói, ba người bước tới một góc phế tích ma điện, Khương Tuyết Dương dùng trận pháp thiết lập một kết giới thần nhiệm A à Lê mặc dù không phải người ngoài, thế nhưng chuyện liên quan tới bí mật thân thế của tôi, Khương Tuyết Dương không muốn để mọi người biết được. Nếu trách chỉ có thể trách ma đạo tổ sư quá khiến người ta kiêng kỵ, một khi thân phận được xác định, mà đạo chỉ sợ sẽ rước lấy hỏa diệt môn. Vẻ ngoài lãnh đạm của Thùy Hoa không giấu được xúc động trong lòng. Đôi mắt hắc bạch phân minh, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Khương Tuyết Dương vốn rất giỏi che giấu cảm xúc, lúc này đây nội tâm không tránh khỏi lên xuống nhấp nhô, ngũ vị tạp trần. Với tam giới mà nói, cái tên ma đạo tổ sư này đã trở thành một điều cấm kỵ. Chỉ vẻn vẹn một bóng người trong chấn hồn quan liền khiến cả đạo môn kinh diễm. Loại người này vốn dĩ không nên xuất hiện trong pháp tắc của thiên đạo chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài quỷ thần minh minh tự tư tự lượng trong trái tim của đệ tử ma đạo ma đạo tổ sư có thể sánh với thiên đạo một khi ông ta quay lại tam giới nhất định đại loạn mà ma đạo sẽ một lần nữa trở thành mục tiêu công kích không một ai mong muốn ma đạo tổ sư quay lại cũng không một ai nghĩ tới ông ta còn có thể quay lại tiểu thuần quân mặc dù trông còn non nớt thế nhưng cũng chẳng phải người không hiểu nhân tình thế thái thế nên cô cũng không vội mở miệng bởi vì cô biết Ma đạo đã không còn là ma đạo năm đó, tham lang không phải là tham lang năm đó, mà phá quân cũng không còn là phá quân của năm đó. Trầm mặc một hồi, Khương Tuyết Dương gắng áp xuống những xúc động trong lòng, dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nói thuần quân, đạo tổ có phải đã thức tỉnh rồi không? Đúng vậy, thuần quân gật đầu, nhìn thấy thuần quân gật đầu, Khương Tuyết Dương vốn khó khăn lắm mới có thể ổn định tâm tình, nay lại bắt đầu thất hồn lạc phách. Trong mắt thủy hỏa giấy lên một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen là biểu tượng cho vẻ ngoài của tử thần thái cổ minh giới. Điều này cho thấy thủy hỏa đã thức tỉnh, cô nhìn chằm chằm Thuần Quân, nói, đem những chuyện mà cô biết toàn bộ đều nói ra hết, đừng để sót bất cứ chuyện gì. Trước khi đạo tổ rời khỏi quy khư tiến vào huyền quan huyễn ma, tôi vẫn chưa hóa linh, chỉ có thể ẩn trong huyền quan của đạo tổ, vì thế những gì tôi biết về ngài ấy cũng không nhiều. Cho tới khi đạo tổ từ trong huyền quan huyễn ma bước ra, ngài ấy lại đem tôi trả về cho Từ Phúc, sau lại bị Từ Phúc đưa đến Đông Hải. Những việc mà tôi biết cũng chỉ bắt đầu từ khi đạo tổ triệu hoán tôi từ trong huyền quan. Ngày đó, ngài ấy mang theo tôi đi tới miêu cương cổ địa. Lúc tôi gặp nữ đế, thuần quân hãy còn ở trong huyền quan của tôi, vì thế cô ấy không biết những gì tôi trao đổi với nữ đế, thế nhưng cô ấy có thể cảm nhận được biến hóa của kiếm thai quỷ kiếm khi tôi và nữ đế gặp nhau. Nghe thuần quân nói tới sự thay đổi của kiếm thai quỷ kiếm, Khương Tuyết Sương lập tức hỏi, cô nói là kiếm thai quỷ kiếm của đạo tổ chỉ trong thời gian rất ngắn liền được tu phục hoàn chỉnh rồi không sai tôi nghi ngờ đạo tổ được người khác giúp đỡ không những vậy tu vi quỷ kiếm của người này cao hơn đạo tổ rất nhiều thậm chí còn vượt xa bắc minh tướng quân tu vi quỷ kiếm so với bắc minh tú còn cao hơn ngoài vị chủ nhân của âm ti ra tôi không thể nghĩ ra người nào khác khương tuyết dương nhìn thùy họa nói chính là cô ta thùy họa quả quyết nói nếu đã nói như thế việc tạ lan thức tỉnh số mệnh đạo tổ không tránh khỏi cùng cô ta có liên quan thuần quân sau đó liền tiếp lời kể lại quá trình chiến đấu của tôi tại miêu cương cổ địa cũng như nội dung đối thoại giữa tôi và bảy vị ma tôn cô ấy vốn là kiếm vì thế đối với lịch sử chiến đấu của tôi vô cùng rõ ràng thế nhưng thông qua lời kể lại của cô tuyết dương vẫn có thể cảm nhận được không khí khác thường đạo tổ vì lẽ gì lại không bị quấy dày bởi sức mạnh tà ma khương tuyết dương hỏi bởi vì đạo tổ là người không có trái tim gì cơ khương tuyết dương chấn kinh là thật đó, chuyện này cũng là sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của ngài ấy với ngạo mạn ma tôn tôi mới phát hiện ra. Đạo tổ đã mất đi tim ma của mình, sau khi đánh bại ngạo mạn ma tôn liền ngưng tụ được một trái tim thất khiếu linh lung độc nhất vô nhị trong thiên hạ này. Tim ma của ngài ấy đi đâu mất rồi?" Khương Tuyết Dương lại hỏi. "Tôi cũng không biết, chỉ là từ lúc đạo tổ rời khỏi huyền quan của Huyễn Ma, tính cách đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã cùng ngài ấy bay tới nhân gian, sau lại bị ngài ấy tàn nhẫn đưa đi." có thể cảm nhận được ngài ấy bây giờ so với trước đây giống như hai người khác nhau. Trước mặt tôi ngài ấy cũng không hề che giấu cảm xúc. Thuần quân nói, xem ra việc đạo tổ mất đi tim ma có liên quan tới kiêm hà. Tiếp đó, thuần quân tập trung kể lại trận chiến giữa tôi và khủng cụ ma tôn. Bởi vì người mà khủng cụ ma tôn hóa thành lại chính là tử thần. Khi Thủy Hoa nghe được những lời mà tôi đã nói về sức mạnh thực sự của tử thần, ngọn lửa trong mắt cô ấy bắt đầu dịu xuống, giống như nước mắt tuôn ra dập ngọn lửa ấy, thế nhưng Tử Thần không có nước mắt. Hóa ra, anh ấy vẫn luôn biết nỗi đau trong lòng tôi. Anh ấy vẫn luôn hiểu tôi." Thùy Họa thở dài, nói, "Ngài ấy đương nhiên hiểu cô, người ngài ấy yêu nhất cũng là cô." Lần này Khương Tuyết Dương cũng không còn cố gắng giấu kín cảm xúc của mình, giọng nói mang theo chút đoán giận mơ hồ. Cuối cùng, Thuần Quân kể lại trận chiến cuối cùng giữa tôi và ngạo mạn Ma Tôn. Khương Tuyết Dương và Thùy Họa mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, Thuần Quân chậm rãi kể lại không bỏ sót bất kỳ từ nào, bất kỳ chi tiết nào. Cũng chính trong trận đấu này tôi mới biết đạo tổ đã giải được bí mật về thân thế của mình, bởi vì người mà ngạo ma tôn hóa thành chính là ma đạo tổ sư khi đó. Thuần quân nói, điều này Khương Tuyết Dương dễ dàng hiểu được, ngạo mạn là tội nhiệt đầu tiên trong số 7 loại tội. Ngay cả thiên đạo mà ma đạo tổ sư còn dám mưu nghịch, cho nên việc ngạo mạn ma tôn hóa thành ma đạo tổ sư cũng không có gì làm lạ. Cơn phẫn nộ của cờ chiêu hồn có phải cũng phát sinh trong trận chiến đó không? Khương Tuyết Dương hỏi, đúng vậy, bởi vì ngạo mạn ma tôn đã sỉ nhục ma đạo tổ sư. Lời này của cô là thế nào? Bại giả vô nhan, đã là kẻ bại trận thì làm gì có mặt mũi? Mặc dù từ lúc cờ chiêu hồn nổi giận cho tới giờ cũng qua rất lâu rồi, thế nhưng nghe mấy chữ này từ thuần quân, sắc mặt Khương Tuyết Dương nháy mắt liền thay đổi, tóc đen trên đầu thủy hỏa cũng điên cuồng tung bay, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Không một ai có thể sỉ nhục ma đạo tổ sư, đây là chuyện mà bất kỳ đệ tử ma đạo nào cũng không thể chấp nhận được cho tới khi thuần quân kể xong trận chiến kinh tâm động phách này cả ba cùng chìm trong im lặng tôi lẽ ra nên sớm biết rằng bất kỳ chuyện gì cũng có đầu có cuối tạ lan và ma đạo tổ sư vốn là cùng một mệnh khương tuyết dương phá vỡ cảnh tượng trầm mặc này nói tôi không quan tâm họ có cùng một mệnh hay không tôi chỉ quan tâm có hay không chính là cùng một người thùy họa lạnh lùng nói thuần quân sau khi đạo tổ rời khỏi miêu cương cổ địa đã đi đâu lúc tôi và đạo tổ tách ra ngài ấy nói cần phải đi âm ti gặp cửu u nữ đế. Thuần quân nói, vừa nghe nói gặp nữ đế, lại liên quan đến chuyện nữ đế sẽ không vô duyên vô cớ trao tặng cơ duyên cho quỷ kiếm của tôi, hơi thở trên người thùy hỏa càng lúc càng lạnh như xương. Thấy vậy, Khương Tuyết Dương ra hiệu cho thuần quân ra ngoài trước, tới khi chỉ còn lại hai người, cô bình tĩnh nhìn thùy hỏa, nói nếu người quay lại là ngài ấy mà không phải tạ lan, cô sẽ làm thế nào? Tôi không phải phá quân, cô cũng không phải là tham lang của năm đó. Vì thế, Đạo tổ hiện giờ chỉ có thể là Tạ Lan." Thùy Họa lạnh lùng nói, "Vạn nhất ông ta quay lại thì sao? Có một chuyện cô phải hiểu, Phá Quân không phải là Phá Quân của Ma đạo, từ đầu tới cuối, Phá Quân chỉ là Phá Quân của Ma đạo Tổ sư, nếu không khi đó cô ấy cũng không bỏ mặc sống chết của đệ tử Ma đạo, một thân một mình cầm đao tới âm ti. Vì vậy, nếu như người quay lại không phải là Tạ Lan, cô sẽ rời khỏi Ma đạo đúng không?" Ma đạo đệ tử, Vạn Thế Thiên Hồng, tám chữ này đã thể hiện cho thái độ của Thùy Họa nếu như tôi không quay lại, cô ấy sẽ dùng mệnh của mình trả lại cho ma đạo, cùng tôi rời đi. mươi 890, quyết chiến sắp xảy ra, ma đạo lần này quét sạch đỉnh Tăng Ô, tổn thất năm vạn đệ tử. Những đệ tử còn lại, không có gì ngạc nhiên, chiến lực mỗi người đều tăng lên ít nhiều. Khương Tuyết Dương đứng trên đỉnh núi, ngóng sang các ngọn núi khác, phát hiện ra trận chiến của nhân tiên hai đạo cũng lần lượt đi tới hồi kết. Khương Tướng, đại quân đã chỉnh đốn xong rồi, bây giờ chúng ta có cần rời đi không? lưu phong sương hỏi thiếu nữ thanh khâu hồ tộc năm xưa giờ đây đã trở thành chiến tướng vĩ đại của ma đạo thống soái của yêu tộc trước tiên ở đây đợi lệnh chuẩn bị chiến đấu khương tuyết dương nói trận đấu không phải đã kết thúc rồi sao a à, lê bối dối hỏi chi bằng nói trận đấu hãy còn chưa thực sự bắt đầu nếu như bảy đại ma tôn vẫn còn trận đấu có thể coi như đã kết thúc ma đạo dù có rời đi cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại gì hiện giờ ma tôn đều đã tan biến không chút dấu vết nhân tiên hai đạo nhất định sẽ truy tìm chân tướng. Mà chân tướng thì chỉ có một, một khi bị bọn họ phát hiện ra, mà đạo đừng mong có thể dễ dàng rời khỏi miêu cương cổ địa. Lưu lại đỉnh tăng ô dù gì cũng tốt hơn, một khi xuống núi, dùng chiến lược hiện giờ của ma đạo mà nói, tuyệt đối không thể ứng phó nổi hai đạo nhân, tiên. Cho dù nhân, tiên không ra tay, ma đạo cũng có nguy cơ bị xóa sổ. Hơn nữa sau khi cuộc chiến ở miêu cương cổ địa kết thúc, cuộc chiến phong thần rất nhanh sẽ bắt đầu, nói không chừng hiện tại nhân đạo đã phong tỏa tử vi tinh vị ngay tại lối ra, thay vì mạo hiểm phá vòng vây, chi bằng tạm thời lưu lại đỉnh tăng ô phòng ngự thủ trận. Kỳ thực, Khương Tuyết Dương muốn tử thủ tại đỉnh tăng ô là bởi muốn đợi tôi quay lại. Vì trước đó tôi đã nói với thuần quân rằng tôi sẽ quay lại cùng bọn họ hội họp. Truyền thuyết nói miêu cương cổ địa có bảy vị ma tôn, thế nhưng, khi nhân, tiên hai đạo phải trả một cái giá rất đắt mới lên tới đỉnh núi liền phát hiện chẳng có gì ngoài một tòa phế tích ma điện đổ nát. Không có ma tôn, nghĩa là chẳng thể chiếm được nguyên lực chi tâm. Miêu Cương Cổ Địa quả thật đã trở thành địa phương rèn luyện thử thách sinh tồn, bởi vì nguyên lực chi tâm mới là cơ duyên thực sự của Miêu Cương Cổ Địa. Vì muốn ngăn chặn biến số phát sinh, Nhân Đạo Tổ Sư Đạo Đức Thiên Tôn, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế và Lỗ Thuần Dương ba người tại Đông Hải đã bày bố cẩn thận, đem mệnh cách thất sát của Ma Đạo Tổ Sư Tạ Lan nhốt vào thất bảo Như Ý Linh Lung Tháp. Thế nhưng nào có ai ngờ, Tạ Lan không ở đây, Miêu Cương Cổ Địa lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến cho hai đạo nhân tiên đều mơ hồ. Đại quân nhân đạo sau khi đã quét sạch núi Hoài Nghi, Tạ Lưu Vân người phụ trách tấn công núi đã dẫn dắt đại quân tới gần Tử Vi Tinh vị tại lối ra, bố trí đội hình phong tỏa nơi này. Tiếp đó là tiên đạo đã dọn sạch đỉnh phẫn nộ, đại quân tiên đạo Long tộc cũng tới Tử Vi Tinh vị. Thống soái tấn công đỉnh núi này là Đắc Kiều công chúa, cô tức thì liền chất vấn Tạ Lưu Vân tại sao lại phong tỏa lối ra. Ma tôn biến mất, cổ địa có điều kỳ lạ, trước khi làm rõ tình huống này, tốt hơn hết tam đạo đều lưu lại nơi này. Tạ Lưu Vân nói, nghe ông ta nói như vậy, Đắc Kiều công chúa cũng dằn lại cơn tức, bởi vì cô cũng muốn biết Ma Tôn đã đi nơi nào rồi. Tiên đạo còn hai đạo quân vẫn chưa quay lại, dù gì cô cũng phải đợi. Một lúc sau, Huyền Vũ và Linh Xà hai vị đại thiên tôn phụ trách dọn dẹp đỉnh bạo lực cũng dẫn quân tới tử vi tinh vị, cùng Đắc Kiều công chúa hợp lại. Lại đợi một lúc nữa, thiên sư Trương Đạo Lăng và Mộ Dung Nguyên Duệ cũng quay lại gần như cùng lúc. Trận đấu với tà ma này khiến nhân đạo tổn thất gần 15 vạn quân, tiên đạo tổn thất 10 vạn quân. Thương vong mặc dù rất thảm, nhưng so với việc sức chiến đấu của toàn quân được cải thiện thì mất mát này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Đến lúc này, đại quân tiên đạo toàn bộ đều đã quay lại, nhân đạo chỉ còn thiết lữ thuần dương. Lần này nhân đạo chia nhau ra, để tạ Lưu Vân và Trương Đạo Lăng tấn công đỉnh tuyệt vọng và khủng cụ, lữ thuần dương một thân một kiếm càn quét đỉnh ngạo mạn. Trong đạo môn, ngoại trừ tử vi đại đế và đổ mẫu nguyên quân, cũng chỉ có lữ thuần dương mới có sức mạnh như này. Lữ Thuần Dương chọn khiêu chiến đỉnh ngạo mạn, một là bởi vì tà ma trên đỉnh ngạo mạn cường đại nhất, có thể giúp ông ta rèn rũa kiếm tâm của mình, ngoài ra còn có một lý do, ông muốn chiếm được tôn nghiêm nguyên lực chi tâm của ngạo mạn ma tôn. Hiện tại ông ta đã hóa thân thành kiếm, không chỉ vậy còn ngưng tụ thành công thần cách của thái cổ kiếm thần. Kiếm là chủ của trăm binh, Lữ Thuần Dương muốn bản thân đạt được tôn nghiêm tột bậc, là cái thuộc về tôn nghiêm của kiếm. Ác khí trên đỉnh ngạo mạn cực kỳ nồng đậm, thế nhưng cho dù có nồng đậm hơn thế, lữ thuần dương vẫn tự tin có thể dùng kiếm của mình để tiêu diệt nó trương thiên sư vì sao lại phong tỏa lối ra mộ dung nguyên duệ trầm giọng hỏi miêu cương cổ địa có điều kỳ lạ lẽ nào mộ dung đạo tổ không muốn lưu lại tìm hiểu chân tướng hay sao trương đạo lăng nhàn nhạt đáp mộ dung nguyên duệ do dự không nói cô đương nhiên cũng biết chuyện ma tôn biến mất ma tôn sẽ không vô duyên vô cơ biến mất khả năng lớn nhất chính là có người nhanh hơn một bước đã giết sạch rồi miêu cương cổ địa chỉ giải cấm đối với đạo môn người có thể nhanh chân tới trước tiêu diệt ma tôn liệu có thể là ai đây? Truyền thuyết nói, bảy vị đại ma tôn mỗi người đều có chiến lược cấp đạo tổ, mà chiến lược đạo tổ của ngạo mạn ma tôn có thể nói là vô hạn. Không chỉ như vậy, trước khi đối đầu với mỗi vị ma tôn còn phải dốc sức mở ra một con đường máu khi đối mặt với tà ma vô tận trên núi, đồng thời liên tục bị sức mạnh tà ma quấy nhiễu. Là người nào mới có thể đem bảy vị ma tôn lần lượt tiêu diệt mà tâm thức không bị lạc lối? Coi như nhân đạo không chế ngự lối ra, Trước khi chân tướng được làm rõ, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không thể nào cứ thế rời đi. Lục nhâm âm dương kiếm của Tạ Lưu Vân có thể thăm dò thiên cơ, liệu có tra được gì không? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Không có, chẳng cách nào thăm dò được cả. Tạ Lưu Vân cười khổ, đáp, mà tôn sẽ không thể nào vô duyên vô cơ biến mất. Tình huống trước mắt chỉ có thể cho thấy, có người giấu giấu giếm giếm tiến vào Miêu Cương cổ địa trước chúng ta. Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Mộ Dung đạo tổ cũng nhìn ra rồi sao? thuần dương sư huynh tới giờ vẫn chưa xuống núi ngạo mạn, coi như có kẻ làm càn, vậy chắc chắn không phải người của nhân đạo. Tiên đạo cũng vậy, ngày ấy thiên đình loạn lạc, nguyên khí tổn thương, tiên đạo cũng không có người nào có được năng lực kinh hoàng bậc này. Miêu cương cổ địa chỉ giải trừ cấm chế đối với đạo môn. Nếu đã không phải tiên đạo cũng không phải nhân đạo, lẽ nào lại là người của ma đạo? Trương Đạo Lăng nói, Thủy Kỳ Lân và Nguyên Phong hai vị đại đạo tổ của ma đạo, một người ở Quy Khư, người kia ở Đông Hải, không thể đến miêu cương cổ địa, nếu không chúng ta đã cảm nhận được. Mộ Dung Nguyên Duệ lắc đầu nói, ma đạo mặc dù có chiến lược đạo tổ, thế nhưng không thể có động tĩnh gì. Bởi vì âm ti và hoa hoàng cung vẫn đang nhìn chằm chằm quy khư, nếu không lần này ma đạo xuất quân cũng không đến nỗi không có lấy một vị đạo tổ dẫn dắt. Miêu cương cổ địa là trận đấu cuối cùng, lại còn là trận chiến vô cùng quan trọng, ma đạo lại càng cần phải thận trọng. Có khi nào là tạ lan, thái cổ tam kiếm của tạ lan đều đã viên mãn đại thành, hắn đích thực có năng lực tới khiêu chiến ma tôn điều kiện tiên quyết là hắn không thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tà ma tạ lưu vân nói ra suy đoán trong lòng mình lời này vừa dứt một giọng nói vô cùng uy nghiêm từ trên định ngạo mạn vọng xuống chính là hắn ngay lập tức cùng với kiếm khí phát ra lữ thuần dương cũng hiện thân ác khí tại miêu cương cổ địa mặc dù đã bị diệt trừ thế nhưng sương mù vẩn đục trên trời hãy còn bảy bảy bốn mươi chín ngày sau mới hoàn toàn tan biến vì vậy vẫn chưa thể ngự vân phi kiếm tại nơi này thế nhưng lữ thuần dương và thuần quân không hề bị ảnh hưởng hai vị này một người lấy thân hóa kiếm chính là thái cổ thần kiếm một người có kiếm thể thiên tiên có thể dùng kiếm khí để du tẩu trên không thuần quân sư huynh thật sự là hắn ta sao tạ lưu vân lộ ra vẻ mặt không thể tin được tại ma điện ngạo mạn ta tra được hai cỗ kiếm ý thần kiếm hoàn toàn khác nhau một cỗ đã viên mãn đại thành còn một cỗ thì chưa có thể thấy cơ duyên thần kiếm của tạ lan chính là nhờ ngạo mạn ma tôn trao cho lữ thuần dương nói thật không ngờ ngay cả ngạo mạn ma tôn cũng bị hắn giết. Hắn ta vì sao có thể làm được, vì cứ gì việc tu hành có thể nhanh chóng như vậy. Mộ Dung Nguyên dệ hỏi, chỉ có một khả năng, tạ Lưu Vân thở dài nói khả năng gì. Lữ Thuần Dương hỏi, tạ Lan thức tỉnh rồi, thật đáng cười ta tại chấn hồn quan cùng ma đạo tổ sư trăm năm đấu cờ, vậy mà không thể nhìn thấu sắp xếp của ông ấy, còn tưởng rằng bản thân đã thắng người ta. Hiện giờ xem ra, là ta đã thua rồi, tạ Lưu Vân nói, khi xưa Phật gia từng nói, nhìn vào bàn cờ, người thắng chính là ma đạo tổ sư. Sư để có ý gì? Trương Đạo Lăng trầm giọng nói: Tạ Lan chính là ma đạo tổ sư. Nếu không phải vậy, ta quả thực không thể hiểu được hắn dựa vào cái gì để đánh bại ngạo mạn ma tôn. Bởi vì người mà ngạo mạn ma tôn hóa thành chính là ma đạo tổ sư năm đó. Lời này vừa nói, nhất thời tất cả đều trầm mặc. Tên của người, bóng của cây, có một số người không quản đã rời đi bao lâu chỉ cần quay lại liền khiến nhân tâm chấn động không thể nào là ông ấy mà đạo tổ sư chắc chắn không thể nào quay lại nữa thời đại thuộc về ông ta đã trôi qua rồi chưa kể thiên đạo tuyệt đối không thể cho phép ông ta quay lại mộ dung nguyên duệ kiên định nói ma đạo tổ sư quay lại nghĩa là trên đời này không còn tạ lan nữa vì tình vì lý mộ dung nguyên duệ đều không nguyện ý tiếp nhận chuyện ma đạo tổ sư quay lại tạ lan đang bị nhốt tại thất bảo như ý linh lung tháp chẳng thể thoát thân Chuyện vừa nói có đúng hay không, đợi chúng ta ra ngoài đối chất với anh ta. Trương Đạo Lăng nói, không sai, chỉ là trước khi chúng ta rời đi, cơ duyên tại cổ địa bị tạ lan trộm mất dù thế nào cũng phải để chúng ta đòi lại một phần lãi chứ. Lữ Thuần Dương vẻ mặt nham hiểm nhìn sang đỉnh Tăng Ô. Sư Huynh muốn động thủ với ma đạo, tạ Lưu Vân hỏi, tử thần Lâm Thùy Hỏa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này không động thủ còn đợi đến bao giờ. Lữ Thuần Dương lạnh lùng đáp, mộ dung đạo tổ, ý ngài ra sao? Trương Đạo Lăng nói, tiên đạo sẽ không nhúng tay vào trận chiến giữa hai đạo các vị. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn chăm chú đỉnh Tăng Ô, cất lời. Được, vậy xin cung tiến tiên đạo tổ sư trở lại thiên đình. chương 891, Thùy Hỏa Thức Tỉnh 1. Tiên đạo bước vào truyền tống trận tử vi tinh vị rời khỏi cổ điểm miêu cương lập tức trở về thiên đình. Đạo tổ, mà đạo sẽ gặp đại nạn sao? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, dường như nhân đạo thật sự có ý muốn tiêu diệt ma đạo, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt mộ dung nguyên duệ nói nhưng mà chiến lược của lữ thuần dương vô địch thiên hạ chỉ cần một mình ông ta cũng quét sạch được đỉnh ngạo mạn tạ lan lại không có ở đây thì ma đạo còn ai có thể cản được ông ta chứ đắc kiều công chúa mờ mịt hỏi trong thái cổ thần ma thứ có thể ngăn được kiếm thần phong mang chỉ có mình thân thể bất tử của tử thần nhưng tôi thấy bây giờ tử thần đến một chút sức mạnh chiến đấu cũng không có dường như đã xảy ra chuyện bất chắc gì rồi cô yên tâm đi chỉ cần lữ thuần dương xuất kiếm tử thần nhất định sẽ trở lại nhưng mà chỉ có một mình tử thần chống đỡ, thì ma đạo vẫn khó chạy thoát, trừ khi tạ lan có thể trở lại kịp thời. Dù cơ hội tranh giành cổ địa miêu cương đã kết thúc, lão cáo giả đạo đức thiên tôn kia chắc chắn sẽ thả tạ lan ra vào lúc dầu sôi lửa bỏng này đâu. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, tạ lan thật sự là ma đạo tổ sư chuyển thế sao? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, không phải, tại sao, nếu như là vậy, ma đạo chẳng khác nào dẫm lên vết xe đổ, chắc chắn sẽ khó trốn khỏi tay thiên đạo, thiên đạo đã lựa chọn kết thúc ván cờ này, nên sẽ không lật lại ván cờ này đâu. Nhưng mà thiên tâm khó đoán, là phải hay không đến lúc gặp được hắn mới biết được. Sau khi thiên đạo rời đi, nhân đạo chỉnh đốn lại đại quân đi sang đỉnh Tăng Ô. Tạ Lưu Vân trông thấy phía trước là Lữ Thuần Dương, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cuộc chiến phong thần còn chưa diễn ra, ban đầu của ông ấy không hề muốn trở mặt với ma đạo vào lúc này, chỉ trách tên tạ lan kia quá nham hiểm, một mình độc chiếm hết bảy cơ duyên của cổ địa miêu cương. Điểm mấu chốt là, nếu như Tạ Lan thật sự là ma đạo tổ sư chuyển thế, vậy thì lần này nhân đạo ắt sẽ ra tay giết chết cậu ta. Không làm vậy, để ma đạo tổ sư múa bút thông thiên, sau này sẽ khó lòng ngăn cản việc ma đạo vùng dậy trong tương lai. Hắn không sợ ma đạo tổ sư sẽ tìm cách phục thù, bởi vì sau khi thiên đạo xuất hiện, nhất cử nhất động của ma đạo tổ sư đều nằm dưới tầm ngắm của thiên đạo, giống như 3.000 năm trước, họ ra sức chèn ép khiến ma đạo tổ sư không thể tham chiến. Trong cuộc chiến phong thần ngày trước, chiến sự của ma đạo giai đoạn sau đều do tham lang và phá quân đảm nhiệm, ma đạo tổ sư không có cách nào đích thân ra trận giết địch. Nếu không, ma đạo cũng sẽ không nhanh chóng bị đánh bại như vậy. Không mất bao lâu, đại quân của nhân đạo đã đặt chân đến đỉnh căm hận. Đại quân ổn định đội hình dưới chân núi, chiến tướng thiên tôn theo ta lên núi. Lữ thuần dương rút kiếm ra chỉ lên trời mà nói, nhân đạo chiến tướng thiên tôn lần này có hơn trăm người, họ đã có kinh nghiệm từ lần ở cổ địa miêu cương, lực chiến đã được cải thiện khá nhiều, cũng có mấy vị đạt cảnh giới thiên tôn. Thiên tôn khó chứng, mỗi lần thăng cấp lên thiên tôn đều là một chuyện lớn. Nhân đạo lần này có các chiến tướng thiên tôn, đứng đầu thiên tôn gồm Trương Đạo Lăng, Tạ Lưu Vân, Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, Hỏa Long Chân Nhân. Ngũ Nhạc Đại Đế lần này đến là Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế, cao thủ đứng đầu cảnh giới thiên tôn. Hỏa Long Chân Nhân là ân sư chỉ dạy của Lữ Thuần Dương, tuy không xuất sắc bằng đồ đệ của mình trong tam giới, nhưng trình về thần kiếm cũng rất cao. Phương diện Thiên Tôn vô cùng mạnh còn có ngũ khí chân quân, Tứ đại nguyên soái, mấy vị hộ pháp Thiên Tôn còn lại của Nhân đạo cũng đến rồi. Tứ đại nguyên soái là căn nguyên làm thành chiến lực Thiên Tôn, hiện tại cũng đã thăng đến cảnh giới Thiên Tôn mạnh vô cùng. Lần trước chúng thần lôi bộ Nhân đạo thương vong nặng nề, chuyến đi cổ địa Miêu Cương lần này, lôi bộ không có chiến tướng Thiên Tôn nào khác. Vì vậy chiến tướng Thiên Tôn của Nhân đạo lần này Thiên Tôn tinh nhuệ thời kỳ mặt pháp thăng lên. Ví dụ, thăng lên cảnh giới Thiên Tôn của 36 vị động chủ Thiên Độc chính nhất đạo dạy thủ lĩnh đạo môn trong lịch sử như Trương Chi Viễn, Hứa Tinh Dương, Cát Hồng Đẳng. Tất nhiên, chủ lực chiến tướng Thiên Tôn vẫn là có xuất thân từ đệ tử ưu tú của đạo đức Thiên Tôn ở Hàm Cốc Quan. Cổ địa Miêu Cương vừa là vùng đất có cơ duyên, cũng vừa là vùng đất cơ duyên cuối cùng còn lại trước khi trận chiến phong thần diễn ra, vì vậy, lần trải nghiệm này là cực kỳ quan trọng đối với các Thiên Tôn mới thăng cấp, có thể khiến họ thích ứng trước với cách chiến đấu ở cảnh giới Thiên Tôn củng cố cảnh giới, chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần trong tương lai hơn trăm vị chiến tướng thiên tôn theo Lữ Thuần Dương lên núi, đội hình này, chính mộ dung nguyên duệ mang theo đại quân tiên đạo cũng không dám nghênh chiến. Ma đạo chỉ có đại quân hơn 20 vạn, chiến tướng thiên tôn cũng chỉ có vài người. Nguyên nhân ở chỗ, chiến tướng ma đạo dù đã trải qua nhiều cuộc chiến, song quy khư căn bản không có cơ duyên đột phá tu luyện đạo Pháp, mà chiến tướng ma đạo của tôi không có hệ thống tu luyện như đạo môn, vì vậy, cách để tăng lực chiến đấu cũng khác với hai đạo tiên nhân. chương 892, Thùy Hỏa Thức Tỉnh 2 Sức mạnh chiến tướng ma đạo nằm ở thể chất và lực lượng. Đa số là cận chiến, sử dụng pháp thuật thần thông không nhiều. Hơn nữa, thân thể ngũ hành bẩm sinh của người tộc Quy Khư cũng có khả năng miễn dịch nhất định đối với pháp thuật thần thông, vì vậy chiến tướng bậc cao của ma đạo tôi cũng có nửa phần đọ với đỉnh cấp thiên tôn. Hoàn toàn có khả năng lấy nhiều đánh ít, tuy nhiên, cũng chỉ hạn định ở mức cảnh giới thiên tôn, thương tổn đối với thiên tôn mạnh vô cùng và cao thủ thiên tôn chính là cơ hồ còn không đủ vẫn còn phải chịu đè ép dưới sức mạnh thần niệm của các thượng vị giả của họ. Lần này ma đạo xuất trinh, chiến tướng ở bậc bằng nửa phần đỉnh cấp thiên tôn có 3 vạn người, bất kể cống chết, có thực lực cùng nhân đạo thiên tôn liều mạng, chỉ là thương vong nhất định sẽ rất thảm. Thực tế, nếu như Lữ Thuần Dương không có mặt ở đây, Khương Tuyết Dương hoàn toàn tự tin bản thân đủ sức xây dựng hàng phòng thủ ở đỉnh Tăng Ô. Sơn Hải Quyết của Ngạo Phong, hình dạng rồng xương đen biến hóa khôn lường của Liễu Chi Nhung, thủy triều hắc ám cùng nguyệt thần quỹ đạo của A Lê, pháp trận tấn công thấu rõ nhược điểm của Khương Tuyết Dương, sẵn sàng phòng thủ bằng mọi ngóc ngách của đỉnh Tăng Ô. Đặc thù địa hình đỉnh Tăng Ô, sớm quyết định nhân đạo sẽ không cách nào phát huy ưu điểm của trận pháp lớn. Tuy nhiên, vì có Lữ Thuần Dương ở đây nên mọi chuyện trở nên khá khó khăn. Đừng nói Thủy Hỏa còn chưa tỉnh, dù cô ấy thoát khỏi quấy nhiễu của tâm ma, lấy thân thể tử thần đã nhập niết bàn 7 lần cũng khó bề ngăn lại hóa thân thành kiếm được ngưng tụ kết hợp lại từ Thái Cổ Thần Kiếm thần cách của Lữ Thuần Dương. Thái Cổ Thần Kiếm, một kiếm có thể ngăn lại trăm vạn bậc thầy. Mấu chốt quan trọng là Lữ Thuần Dương còn tu luyện thần kiếm, kiếm khí thần kiếm có thể giết địch tầm xa. Nếu không phải bảy ngọn núi ở cổ địa Miêu Cương là tạo hóa thiên đạo, chỉ bằng kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã đủ sức chém nứt một nửa ngọn núi, mà đạo hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào để dựng hàng phòng thủ. Cách gọi cổ địa, kỳ thực bản thân địa hình tồn tại đều là không thể bị năng lực thần thông dễ dàng biến hóa. Rời núi lấp biển, có thể hô mưa gọi gió ở nhân gian nhưng tại cổ địa thì lực bất toàn tâm nhìn xuống dưới núi chiến tướng thiên tôn nhân đạo càng lúc càng gần đại quân ma đạo đều rơi vào trầm mặc cùng im lặng chờ đợi nhìn thấy lữ thuần dương vẫn chưa xuất kiếm là vì thế núi đã giúp che khuất mục tiêu mà ở lưng chừng núi có khối đá hoành sơn đợi ông ta có tầm quan sát rõ ràng liền nhìn thấy chỗ đóng quân của đại quân ma đạo trên đỉnh núi quả nhiên khi lữ thuần dương đi đến chỗ khối đá hoành sơn liền ra hiệu cho toàn bộ chiến tướng thiên tôn ngừng lại sau đó ông ta một mình đứng trên tảng đá, rút kiếm ra. Thần kiếm mênh mang, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng sấm. Nếu không ai đỡ kiếm lập uy của Lữ Thuần Dương, thì nó sẽ rơi vào vị trí trung tâm của đại quân ma đạo, gây ra thương vong nặng nề. Thực tế ông ta có thể trực tiếp dẫn quân sông lên giết, nhưng như thế sẽ không khiến cho đại quân ma đạo cảm nhận được nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi đã lấy đi hết toàn bộ bảy đại tâm nguyên lực cổ địa miêu cương, cộng thêm sự sỉ nhục nhận được ở cự long chi thành, mối căm hận của Lữ Thuần Dương dành cho tôi càng sâu đậm đến cực điểm. Tôi không ở đây, sự phẫn nộ của ông ta chỉ có thể chút lên đầu đệ tử ma đạo. Ngoài điều này ra, đỉnh núi vẫn còn hai tướng tham lang và phá quân, vì tiện giết đi một người, cũng có thể phá vỡ mệnh cách sát phá lang của ma đạo. Tổ Long Ngạo Phong cũng có mặt, nếu như giết cậu ấy đi, chắc chắn sức mạnh công phá ngoại tại Tổ Long Nguyên Phong Thủy Kỳ Lân của ma đạo cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, mưu tính hưng thịnh trở lại của ma đạo tổ sư cũng sẽ không cách gì xoay chuyển do đó, sát khí kiếm lập uy của Lữ Thuần Dương vô cùng hiểm độc. Hơn nữa ông ta cũng là một lòng muốn tiêu diệt đại quân ma đạo trên đỉnh Tăng Ô, trực tiếp đoạt đi tư cách tham gia cuộc chiến phong thần của ma đạo. Để tôi lên, Ngạo Phong đứng lên nói. Nói xong, Ngạo Phong hóa thân thành tổ long, lướt qua đại quân bay lên không trung y muốn dùng thân rồng ngăn cản thần kiếm của Lữ Thuần Dương. Ma đạo có ba người có thể đỡ nổi đạo kiếm này, thân thể tổ long Ngạo Phong, thân thể yêu long Liễu Chi Nhung, dòng thủy triều của A Lê. Trong đó, chỉ mỗi mình thân tổ Long Ngạo Phong đủ sức chặn được hoàn toàn mà chỉ bị thương chứ không chết, còn Liễu Chi Nhung và A Lê đều có nguy cơ gặp nguy hiểm đến tính mạng. "Khương tướng, Ngạo Phong cậu ấy có thể chặn được kiếm lập uy của Lữ Thuần Dương sao?" A Lê lo lắng hỏi. "Khó nói lắm, nếu như Lữ Thuần Dương chỉ có biến thân thành kiếm thì Ngạo Phong không lo bị đe dọa đến tính mạng, nhưng nếu ông ta thức tỉnh Thiên Mệnh Thái Cổ Kiếm Thần, kiếm lập uy chứa sát khí lớn, hết thảy đều phụ thuộc vào vận may của Ngạo Long." khi Khương Tuyết Dương nói, giọng điệu đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nếu thành công ngăn được một kiếm này, mà đạo vẫn có thể liều mình đánh một trận để phòng thủ. Nhưng nếu như không thể ngăn được kiếm lập uy của Lữ Thuần Dương, thì cũng coi như ma đạo chưa đánh mà đã thua hết một nửa. Thùy Họa đứng im trên sườn núi lặng lẽ nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng không mảy may biến sắc, chỉ để lại trong mắt đệ tử ma đạo một bóng lưng cô độc. Đợi Lữ Thuần Dương leo đến chỗ khối đá hoành sơn, ánh mắt Thùy Họa nhìn chầm chầm vào ông ta. Cùng với động tác của Lữ Thuần Dương, ngọn lửa đen trong mắt Thủy Hỏa càng ngày càng cháy dữ dội. Cuối cùng, ngọn lửa đen cháy xuyên qua hốc mắt, và ngay khi Lữ Thuần Dương rút kiếm, tóc cô ấy phút chốc đã trở nên bạc trắng. Kiếm sắc tàn sát sinh mệnh, sức mạnh đả thương hồn phách. Đi đôi với lời sấm của Thùy Hỏa, cả người cô ấy đột nhiên bay lên không, dùng thân thể tử thần đã nhập niết bàn bảy lần nghênh đón kiếm lập uy của Lữ Thuần Dương. Chương 893, tai họa ngập đầu một. Thùy Hỏa vừa hành động tất cả chiến tướng ma đạo đứng đấy đều cực kỳ hoảng sợ. Thoáng chốc vẻ mặt Khương Tuyết Dương đã ngay lập tức biến sắc. Đã nhiều năm trôi qua, mọi người đều đã quen dần với khuôn mặt dịu dàng đầy tình cảm của Thùy Họa. Trước đây cô ấy đã quá mệt mỏi, trên mình đầy vết thương. Bên dưới diện mạo tử thần thờ ơ lãnh đạm, che đậy một trái tim sớm mệt dã rời. Sau khi mất trí nhớ, những người hiểu cô ấy chưa từng oán trách cô ấy một câu. Cô con gái nhà họ Lâm hiền lành yếu đuối, So với thái cổ minh giới tử thần càng khiến người ta cảm thấy an ủi hơn. Khương Tuyết Dương từng nói, nếu như có thể, cô ấy hy vọng Thùy Hỏa sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, mà đạo không thể không có tướng phá quân. Khương tướng, chị Thùy Họa thức tỉnh rồi sao? A à, Lê hỏi, ừm, um, có lẽ cô ấy chưa bao giờ ngủ say, tóm lại khi ma đạo cần cô ấy nhất, cô ấy sẽ xuất hiện. Giờ đây, ma đạo đã đến thời khắc sinh tử tồn vong đối mặt với tất sát kiếm của Lữ Thuần Dương, Thùy Hỏa không hề chùn bước, dũng cảm bước ra. Tử thần trên không đã đổi siêm y rồi, hoàn thành niết bàn lần thứ bảy, bản thân Thùy Hỏa có thể tự dùng linh hồn để vũ trang cho thân thể tử thần. Cô ấy hiện đang mặc một thân giáp đen huyền nặng nề, bao phủ một tầng hơi thở đậm mùi chết chóc. Bộ chiến giáp bất tử huyền thoại bị vỡ vụn ở núi Hạ Lan, giờ đây Thùy Hỏa đang mặc một thân chiến giáp vẫn giữ nguyên thần thái hấp dẫn như bộ chiến giáp đó, nhưng so với bộ chiến giáp bất tử huyền thoại thì càng thêm phù hợp với thân thể hoàn mỹ của cô ấy. Tử thần tóc trắng, cực kỳ lạnh lùng cũng vô cùng xinh đẹp. Như cô ấy nói, tôi nở rộ giữa lúc đại khai sát giới, cũng như một đóa hoa nở rộ dưới ánh bình minh. Thùy họa trên không trung, như đóa sen đen nở rộ. Thời khắc cô ấy cực kỳ nở rộ như thế, kiếm khí lữ thuần dương như sấm sét nổi trận lôi đình, nhắm giữa nhị hoa sen đen mà nổ tung. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, kiếm khí hủy thiên diệt địa, uy lực phát ra bốn phương tám hướng thân thể tử thần của thùy họa không cách nào chịu được năng lượng hủy diệt trong thanh kiếm hóa thành xương đen phân tán sao động theo kiếm khí đệ tử ma đạo lặng lẽ hướng lên không trung xương đen phân tán phảng phất như tiêu tán gần hết kiếm lập uy của lứ thuần dương bị ngăn lại cái giá phải trả là thái cổ minh giới tử thần ma đạo hóa thành xương đen thần hồn vụn vỡ lúc xương đen tan đi cũng là lúc thần hồn thùy họa bị diệt thùy hòa khương tuyết Dương gào lên một tiếng nước mắt tuôn trào như mưa đổ. Tại sao, tại sao cô phải làm như vậy? Cô từng nói, nếu như ma đạo tổ sư trở lại, cô sẽ đem mạng mình giao cho ma đạo cơ mà. Nhưng, sao cô không đợi, đợi người trở về, sao cô có thể nhẫn tâm rời đi như vậy chứ? Lẽ nào cô không có dũng khí để đối mặt hay sao? Phá quân, cô là đồ hèn nhát. Khương Tuyết Dương gào lên từng tiếng. Ba nghìn năm trước, cái chết của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn khiến ma đạo biến mất chỉ trong một đêm, tham lang hộ pháp thiên tôn nén nước mắt bi phẫn mà trầm xuống đảo kim ngao không có đạo tổ đệ tử ma đạo vẫn còn phá quân tướng lèo lái nhưng giờ đây mất đi phá quân ma đạo làm sao có thể tiếp tục chiến đấu phá quân mà chết mệnh sát phá lang cũng tan vỡ theo trận chiến phong thần còn chưa bắt đầu ma đạo đi vào ngõ cụt rồi ma đạo đệ tử chưa bao giờ thấy qua khương tuyết dương mất bình tĩnh như vậy khương tướng a à lê cố nén nước mắt mà khuyên giải nhưng chính bản thân cô bé cũng đang khóc không thành tiếng. Tất cả chiến tướng ma đạo âm thầm rơi lệ, xương đen cuối cùng cũng tan đi, bầu trời lại trong xanh. Không có vòng xoáy hư không màu đen, cũng không có linh hồn mang năng lượng khí đen vì cô ấy mà tái hợp lại thân thể. Tất cả đều cho rằng Tử thần đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi. Hoàng Hà có 10 khúc quanh, rốt cuộc đều chảy về hướng đông. Hoàng Hà sẽ không còn Hoàng Hà nương nương, ma đạo cũng sẽ thiếu đi tướng phá quân. Từ giờ mệnh sát phá lang tam tinh sẽ khuyết đi một góc, chôn vùi một nửa thành lũy giang sơn ma đạo. Thùy họa ủ ê rời đi, là nỗi bi thương không thể bù đắp của ma đạo. Cũng giống như vậy, các thiên tôn của nhân đạo cũng không kịp trở tay. Tạ Lưu Vân với vẻ mặt không thể tin nổi mà lẩm bẩm sư huynh, cô ấy thật sự đi rồi sao? Ừm, um, trương đạo lăng thở dài nói, không ngờ, cô ấy cứ vậy mà rời đi, ngữ khí tạ Lưu Vân có chút quạnh quẽ, ta cũng không ngờ đến, Trận chiến phong thần năm đó đã định trước là đạo tổ, lần này không ngờ người ra đi trước lại là phá quân, xem ra, trước sau gì thì ma đạo vẫn thoát không khỏi vận mệnh bi kịch. Có lẽ kể từ lúc giáo lý ma đạo được sinh ra, mọi chuyện đã được định sẵn như vậy rồi. Trương Đạo Lăng nói, tạ Lưu Vân nhìn Lữ Thuần Dương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chuyện đã đến mức này, cũng không có cách nào vãn hồi được, tiếp theo chỉ có thể tiêu diệt hết đại quân ma đạo, diệt cỏ tận gốc, nếu không trong tương lai nhân đạo sẽ phải đối mặt với sự báo thù bằng mọi giá của ma đạo. Giết, lòng lữ thuần dương đã quyết, một kiếm diệt đến cả tử thần cũng không khiến thù hận trong ông ta được xoa dịu đi chút nào, ngược lại càng khiến ông ta điên cuồng hơn. Một kiếm đã diệt được tướng phá quân của ma đạo, thử hỏi tam giới ai có thể làm được. Một kiếm này số mệnh đã định lưu danh sử sách, sẽ được người đời sau nhắc đến vô số lần. Kiếm là bách binh chi tổ kiếm trung thần kiếm, nhân trung kiếm thần thần kiếm trong các loại kiếm, kiếm thần trong muôn ngàn người. Lữ thuần dương hào khí ngút trời, thanh kiếm trong tay như dãy cầu vồng, ngạo nghễ nhìn sự thăng trầm của các bậc kiếm khách trong thiên hạ. Trận chiến thiên tôn oanh liệt nhất bắt đầu, chương 894, tai họa ngập đầu 2. Cùng với tiếng ngâm của hai dòng ngạo phong và liễu chi nhung, ma đạo đã phong tỏa đường lên đỉnh núi. A Lê bắt đầu bắn tên hình nguyệt đạo, mũi tên nguyệt thần hóa thành thủy triều hắc ám khủng khiếp lữ thuần dương lại phát ra kiếm khí thuần quân xuất kiếm chặn lại theo sau là thuần quân và lữ thuần dương bay lên không để đối mặt thần kiếm của lữ thuần dương uyên thâm đến mức nghịch thiên thuần quân tam kiếm cùng xuất ra không gì cản nổi chỉ trong chốc lát công phu toàn thân đã bị kiếm khí của lữ thuần dương đâm thùng toàn thân bê bết máu thần kiếm của hỏa long chân nhân cũng kinh người không kém ông ta chọn mục tiêu là a lê chiều cường hắc ám của a lê quá dữ dội có cô ấy nhân đạo thiên tôn đều nguy hiểm trong lúc Ngạo Phong chặn lại phép thần thông của thiên tôn công kích, vẫn không quên phun ra sức mạnh của Hải Dương, chính là nhờ vào sức mạnh từng làn sóng Hải Dương của Ngạo Phong mà đạo mới có thể phòng thủ được. Tuy nhiên, sự tranh lệch sức mạnh chiến đấu quá lớn, không bao lâu, Liễu Chi Nhung không thể không bạo hóa thành hình dạng rồng xương đen, bắt đầu hấp thụ sức mạnh thần hồn của nhân đạo thiên tôn. thấy vậy, ngũ khí chân quân ngưng tụ kết thành trận, triệu hồi ngũ khí chân long, bay lên không trung chiến đấu với rồng xương đen do Liễu Chi Nhung hóa thành liễu chi nhung bay lên không khiến ma đạo mất đi một tuyến phòng ngự tạ lưu vân dắt theo chục vị nhân đạo thiên tôn đánh lên lưu phong sương dẫn theo chiến tướng ma đạo xông lên chặn lại lực lượng thiên tôn lớn ngay khi chạm mặt chiến tướng ma đạo tử thương vô số khương tướng đánh thôi các đệ tử ma đạo bình thường đứng phía sau đồng thanh hét lên nhìn những đệ tử ma đạo này muốn tìm đường chết trong mắt khương tuyết dương hiện lên vẻ chịu đựng không nổi sau đó tất cả đều hóa thành sự quyết tuyệt lịch sử tái hiện lần trước ma đạo đệ tử ở Kim Ngao đảo không một ai sống sót, hôm nay lại y như vậy. Khương Tuyết Dương ngay lập tức nhanh chóng bố trí đội hình, đem hơn 20 vạn đệ tử ma đạo bình thường bố trí lần lượt thành trận pháp công kích, lao lên chiến đấu như thiêu thân bay vào lửa. Các đệ tử ma đạo bình thường rất khó làm tổn hại đến thiên tôn. Nhưng đương lúc họ hoàn toàn không màng đến sống chết, niềm tin đã ngưng tụ kết thành sức mạnh ý chí vô cùng mạnh mẽ. Loại sức mạnh ý chí được củng cố và gia tăng này của các đệ tử ma đạo không bị thần niệm thiên tôn áp chế được, kết lớp này đến lớp khác dẫm lên chiến hữu nhằm hướng thiên tôn mà giết. Lữ Thuần Dương trên không trung đánh thuần quân khắp người đầy vết thương, rút ra khoảng trống, một nhát kiếm trên không nhằm vào giữa ma đạo đại quân dưới đất mà chém. Kiếm khí bùng nổ, nháy mắt đã lấy đi hàng vạn sinh mệnh của đệ tử ma đạo. Đông Nhạc Thái Sơn đại đế triệu hồi Thái Sơn chi hồn, Thái Sơn phản chiếu to lớn vô song từ trên không rơi ụp xuống giết vô số đệ tử ma đạo. Hào quang lưu chuyển, pháp khí bùa chú thần thông, đòn tấn của nhân đạo thiên tôn như sao băng rơi xuống, mỗi lần rơi xuống chạm đất đều sẽ gây ra thương vong lớn. Tuy nhiên, đối mặt với thương vong thảm thương nặng nề như vậy, đệ tử ma đạo dường như không để ý, trong mắt họ giờ đây chỉ có sát ý. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, không biết ai ở phía sau đã hét lên một tiếng, tiếp đó đệ tử ma đạo tấn công càng điên cuồng hơn. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, xương cốt chất đống như núi đối mặt với loại tấn công điên cuồng bất kể sống chết này nhân đạo thiên tôn cuối cùng cũng bắt đầu chịu thương vong lần lượt từng thiên tôn bị ma đạo đệ tử vây giết hoặc có lẽ chết do thủy triều hắc ám của a lê bắn hạ thấy vậy hỏa long chân nhân hét lên một âm thanh dữ dội hỏa long kiếm trong tay vụt bay lên không nhắm đến hướng của a lê mà đâm kiếm hóa thành một con hỏa long trên không trung mang theo kiếm khí thần kiếm khí thế vô song gầm lên một tiếng định nuốt chửng lấy thân hình a lê nguyệt dẫn triều tịch lưu a lê biết bản thân khó mà cản được dương cung kéo ra lốc xoáy hư không muốn nuốt lấy hỏa long nhìn thấy hỏa long bị lốc xoáy hư không của chiều tịch lưu nuốt chừng từng chút từng chút một a lê chuẩn bị phản công thì đúng lúc này lốc xoáy hư không đột nhiên ẩm lên phát nổ hỏa long lại ngang nhiên xuất hiện lần nữa dù uy lực kiếm khí đã suy giảm nhiều nhưng bản thân hỏa long lại có sức mạnh hủy diệt mạnh vô cùng lúc này a lê đã cạn kiệt thần niệm do thi triển Triều tịch lưu căn bản không phản ứng kịp đã bị chìm ngập trong ngọn lửa đầy sát ý của hỏa long cuối cùng chỉ nghe một âm thanh đau đớn hét lên thân thể a lê gãy nát từ trên không ngã xuống khương tuyết dương đỡ lấy bởi vì thần hồn chịu tổn thương nghiêm trọng mà a lê rơi vào hôn mê sâu sống chết không rõ mất đi sự uy hiếp từ những mũi tên của a lê nhân đạo thiên tôn tấn công càng mãnh liệt hơn mà đạo đệ tử tử thương càng thê thảm tạ lưu vân đánh lui lưu phong sương Ngũ khí chân quân Triệu Hồi ngũ khí chân long dưới sự giúp sức của Ngũ Lôi Thần Thông của Trương Đạo Lăng, xua tan rồng dạng xương đen của Liễu Chi Nhung, Thái Sơn đại đế lần này triệu hồi Thái Sơn phản chiếu, tiếp tục trấn áp ma đạo đệ tử. Trên không, thuần quân cùng Lữ Thuần Dương đối đầu cũng không còn chịu nổi bao nhiêu thương tổn nữa, máu tuôn xối xả, không thể không hóa thân thành kiếm tránh đi công kích. Thân kiếm bị tàn phá khắp nơi, trên thân kiếm vết nứt nhiều vô số. Lữ Thuần Dương ngược lại vẫn khăng khăng không tha cho cô ấy một tiếng hét nổi lên, thanh sách kiếm định chém ngang hông thuần quân. Ngạo phong bay lên trời, thân thể tổ long càng quét qua chỗ thiên tôn, lao nhanh như chớp đến chỗ lữ thuần dương. Lữ thuần dương đành phải thu kiếm lại để nhắm vào ngạo phong, thuần quân lại thoát được một kiếp nạn, xuyên xuống dưới đất, ánh sáng trên kiếm đã mở đi không còn được nửa phần sắc bén nữa. Chẳng bao lâu, thần kiếm của lữ thuần dương đã chém đứt phẩy rồng trên thân của ngạo phong, ngạo phong không thể không liều chết thi triển sơn hải quyết. Hóa thành dãy núi chắn ngang qua trước mặt Ma đạo Thiên Tôn. Ngạo Phong, A Lê, Liễu Chi Nhung, thuần quân đến đây, tứ đại chiến tướng đỉnh cấp của Ma đạo toàn bộ bị thương tổn, người người đối mặt với nguy cơ sống chết tổn vong. Chỉ đợi dãy núi do Ngạo Phong hóa thành bị nhân đạo Thiên Tôn đánh tan, đại quân Ma đạo sẽ thật sự gặp tai họa sụp đổ. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị lãng quên giữa người còn sống và người đã chết. Chúng ta có thể quay lại thế giới trước đây đã từng nói lời ly biệt thế nhưng vĩnh viễn không thể quay trở lại những ngày tháng mà chúng ta đã sống, không thể nào quay trở về bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu. Sự tồn tại của chúng ta cũng là một lời nguyền, vì vậy chúng ta lãng quên quá khứ, cũng bị quá khứ lãng quên. Sức mạnh chân chính của tử thần chính là sự lãng quên. Trên bầu trời sáng trong của quên lãng, tử thần đang niết bàn lần thứ 8 của cô ấy. chương 895, Linh hồn chi hỏa một Dưới đỉnh Tăng Ô, xếp dài hàng vạn đại quân nhân đạo. Trương Tri Viễn không có đi cùng với những thiên tôn khác tiến thẳng về phía đỉnh Tăng Ô, ông cùng với Lâm Thiên Tôn trong chín vị hộ pháp thiên tôn ở lại trấn giữ dưới núi. Một kiếm của Lữ Thuần Dương có thể tiêu diệt được phá quân chi tướng của Ma Đạo, bạo phát được uy năng của kiếm thần Thái Cổ, trong mắt của tất cả đệ tử nhân đạo đều ngập tràn sự phấn kích không thôi, niềm kiêu hãnh dâng trào từ đáy lòng. Thắng thua đã định, tiêu diệt đại quân Ma Đạo chỉ còn là vấn đề thời gian. Không ngờ Ma Đạo lại dùng phương thức này để rút lui. Trương Tri Viễn cảm khái. Đây gọi là sai một ly là đi một dặm, mà đạo tổ sư cứ ngỡ rằng tranh đoạt được bảy đại cơ duyên trong miêu cương cổ địa sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho ma đạo trong cuộc chiến phong thần, nhưng lại không ngờ bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, thất bảo như ý linh lung tháp của đạo tổ đã trực tiếp khiến cho hắn không còn cách nào tham dự trận chiến trong cổ địa. Lâm Thiên Tôn đáp lời, Trương Chi viễn trầm mặc, chìm vào ký ức trong quá khứ. Ông sinh ra vào thời đại mặt Pháp, đã gần 200 năm ông lưu trú tại nhân gian, mãi cho đến khi kết thúc thời đại mạt Pháp mới phi thăng lên hàm cốc quan. Khi ông còn đứng đầu núi Long Hổ chính nhất đạo, Lâm Thùy Họa khi ấy vẫn chỉ là Hoàng Hà nương nương dưới sông Hoàng Hà mà thôi. Về sau là do sư đệ tạ Lưu Vân của ông đã rình mò thiên cơ, cướp đi cổ quan chấn hồn trong đàm cửu Long. Qua hơn trăm năm, tham lang nhập thế, tạ Lan ra đời. Đối với ma đạo tổ sư tạ Lan ngày hôm nay, có thể nói là Trương Chi Viễn trông coi tôi đến khi trưởng thành. Huệ tề quán chính là tai mắt của núi Long Hổ, vẫn luôn âm thầm theo dõi ông, nhưng buồn cười thay khi ấy ông cứ tưởng rằng tạ Lan đã trộm đi mạng của tạ Lưu Vân. Trương Tri Viễn còn nhớ như in những gì xảy ra tại Đàm Cửu Long năm xưa, hôm đó chính là ngày ma đạo sát phá lang tam sao tề tựu. Đáng lẽ hôm đó Lâm Thùy Hỏa sẽ gặp kiếp nạn chết chóc, nhưng không ngờ phong lưu thiên tôn của ma đạo không tiếc hóa thân thành sao băng thoát khỏi bàn tay của thiên đạo chỉ vì muốn giữ lấy một sợi sinh cơ cho phá quân tương lai của ma đạo. Bởi vì ông đã lưu lạc tại đây quá lâu, chịu khói lửa nhân gian sâu sắc thật ra thì ông và tạ lưu vân sư huynh đệ hai người đều là những người nặng tình nặng nghĩa cái chết của lâm thùy họa đối với nhân đạo mà nói là chuyện đáng mừng nhưng đối với ông thì lại có vài phần thương tâm phá quân tri tướng đã mất tiếp theo sẽ phải đến lượt khương tuyết dương rồi ông nhớ lại cái năm mà khương tuyết dương tân nhiệm thiên hạ hành tẩu toàn chân giáo cô còn ghé qua núi long hồ để thăm hỏi ông khi hồn của tạ lưu vân vào cố quan trấn hồn âm thi còn có một lời bình Long hổ hành tẩu đã thất tình, Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương. Chẳng qua chỉ là lý niệm của tam đạo không hợp, cớ sao phải tranh giành đấu đá đến nỗi người sống ta chết. Tiếc thay, nhân gian có người vì tình mà bạc trắng mái đầu, thiên đạo vô tình để bãi bể hóa nương dâu. Chính ngay lúc Trương Chi Viễn vẫn còn hoài niệm về quá khứ thì bỗng dưng bị giọng nói của Lâm Thiên Tôn làm cho bừng tỉnh, Trương Đạo Hiếu, cái gì thế kia? Ông đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trên không trung của đại quân nhân đạo từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một màng xương đen màu nhạt màng xương đen rất mỏng tựa như một lớp khói mờ mịt trong lòng trương tri viễn lúc này có một dự cảm cực kỳ không lành từ màn xương đen khiến ông cảm nhận được một luồng khí chết chóc nhưng màn xương mỏng thế căn bản không thể thấy được sát khí giấu ở chỗ nào lữ thuần dương lúc này đang giết chóc hăng say các chiến tướng thiên tôn của ma đạo cũng đang bắt đầu triển khai đồ sát đối với ma đạo không ai chú ý đến màn xương đen đang bao trùm ở phía trên không trung nếu như tạ lưu vân có mặt tại đây nhất định có thể nhìn ra được vấn đề nhưng trương tri viễn và lâm thiên tôn lại không có bản lĩnh đó vào lúc hai người đang phóng thích thần niệm chú tâm vào suy nghĩ thì màn xương đen đó bắt đầu tập trung dồn lại vào trung tâm với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy màu sắc ở ngoài rìa rất nhạt càng vào giữa thì càng đậm màu đến tâm điểm thì đen tối như mực nguy rồi đây là tử thần niết bàn cuối cùng Trường Trì Viễn đã nhận thức được nó là gì, chỉ tiếc là không còn thời gian nữa. Sau khi tà ma đã chết trong miêu cương cổ địa, hồn năng vẫn còn nồng nặc đến mức không từ nào diễn tả được. Thùy hỏa không hề bị kiếm khí tiêu diệt, mà là thần hồn phân hóa thành một vật thể vô hình, âm thầm hấp thụ hồn năng. Lần này, tốc độ mà cô ấy hấp thụ hồn năng nhanh vô cùng. Đợi đến khi màn xương đen đó bao phủ toàn bộ đại quân nhân đạo thì hồn năng của cả vùng cổ địa miêu cương đã bị cô ấy hấp thụ hoàn toàn. Vòng xoáy trong hư không vừa hình thành, bóng dáng của thái cổ minh giới tử thần cũng từ trong đó nhảy vọt ra ngoài. Thần uy của tử thần khiến cho toàn bộ đại quân nhân đạo đều bị bao trùm ở bên trong. chương 896, Linh hồn chi hỏa 2 Các đệ tử nhân đạo cấp thấp bắt đầu phát run lên vì sợ hãi, cho dù là những lão binh hay nửa bước thiên tôn tiên phong gì đó cũng không ngoại lệ. Lâm thiên tôn đương nhiên cương quyết rời khỏi, rất nhanh đã xông thẳng về phía đỉnh Tăng ô để cứu binh. Trương Chi viễn hô to ra lệnh cho đại quân nhân đạo giải tán ra tứ phía, còn bản thân ông thì không bỏ chạy cùng Lâm Thiên Tôn, mà chỉ đứng ngay tại chỗ đưa mắt nhìn Tử Thần hoàn thành lần Niết Bàn thứ 8. Nếu như Tử Thần đến giết ông, vậy thì sẽ có càng nhiều đệ tử nhân đạo có cơ hội sống sót. Ông dự cảm rằng lần này Tử Thần trở về, nhất định sẽ khiến cho đại quân nhân đạo gặp phải hạo kiếp kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Lâm Thùy Họa đang lơ lửng trong không trung giờ đây đã không còn là cô gái nhà họ Lâm của 400 năm trước nữa, diện mạo của Tử Thần đã chứng minh cho thân phận của cô ấy. Mái tóc trắng xóa đang múa lượn theo gió. Sau lưng cô ấy còn khoác chiếc áo choàng màu đen. Ngọn lửa đen trong mắt thủy họa đang phấn khởi bùng cháy, biểu cảm lạnh lùng, tựa như một tảng băng từ cổ không bao giờ tan chảy, lại giống như một vực sâu thẳm thẳm không chạm đáy. Điều khiến cho người ta hoảng sợ hơn chính là vũ khí trong tay cô, đó chính là một cây lưỡi liềm to chẳng. Lưỡi liềm trắng như tuyết nối liền với thân đao đen muôn. Tử thần mang lưỡi liềm thu và cắt linh hồn. mắt thấy đệ tử nhân đạo đang chạy loạn tứ phương khóe môi của thủy hỏa bắt đầu nhếch lên, lộ ra nụ cười thật tàn ác. Sau khi lốc xoáy trong hư không đã biến mất triệt để, cơ thể cô ấy nhanh như chớp xông về phía phục địa của đại quân nhân đạo, trong miệng thốt lên linh hồn chi hỏa. Lấy địa điểm của cô ấy làm trung tâm, vô số tia lửa màu đen khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thứ mà mấy đốm lửa nhỏ này tấn công không phải chỉ thể xác, mà trực tiếp thiêu cháy thần hồn. Phạm vi đốt cháy cực lớn, đám đệ tử nhân đạo không kịp chạy thoát, đều bị ngọn lửa đen nuốt chửng thần hồn bàn nhẫn giết hại sinh mệnh, sức mạnh đánh tan linh hồn. Chỉ trong thoáng chốc, trăm vạn đại quân nhân đạo đã bị quét sạch hết bảy phần. Tổng cộng có đến 70 vạn đại quân đệ tử nhân đạo, bị linh hồn chi hỏa thiêu dụi thần hồn. Tử thần sau 8 lần niết bàn, đã sở hữu tử thần áo nghĩa hoàn toàn mới. Linh hồn chi hỏa là bước cải tiến hoàn hảo để thay thế cho hồn năng bạo phát, trở thành thần thông công kích trong phạm vi rộng của tử thần. Dưới cảnh giới thiên tôn, kẻ nào rơi vào phạm vi tấn công của linh hồn chi hỏa thì sẽ không có một ai may mắn sống sót. Xét về sức mạnh hủy diệt, linh hồn chi hỏa kém xa kiếm hải của tôi, bởi vì kiếm hải có thể cấm kỵ đạo tổ. Nhưng mà, phạm vi công kích tàn phá giết chóc vượt xa kiếm hải, trước mắt đã tiến 70 vạn đại quân xuống suối vàng, quả không hổ danh là tử thần. Cảnh tượng trước mắt mới đúng là sự trở lại của tử thần, chết chóc, hoảng sợ, ám ảnh, hủy diệt. Cho dù có vài tên may mắn chạy thoát, thì nỗi ám ảnh kinh hoàng của linh hồn chi hỏa cũng sẽ cơn ác mộng đeo bám bọn họ suốt quãng đời còn lại. Thùy Hỏa không nhân cơ hội truy sát đám người kia, chỉ đứng lặng người tại chỗ nhìn về hướng đỉnh núi Tăng Ô. "Tại sao cô không giết ta?" Trương Chi Viễn hỏi, Thùy Hỏa lạnh lùng liếc ôm ta một cái, "Đáp cần gì phải bồi thêm một đao làm chi?" Nói xong, Thùy Hỏa xoay người, như con cú đêm bay thẳng lên đỉnh núi. Nhìn bóng lưng dần khuất xa của Thùy Hỏa, Trương Chi Viễn sững sờ trong chốc lát. Tiếp đó nghe thấy âm thanh vỡ vụn của huyền quan tuy ông ta không bị linh hồn chi hỏa thiêu cháy thần hồn, nhưng bởi vì ông ta vẫn luôn đứng yên tại chỗ, nên lúc tử thần bạo phát sát cơ tiêu diệt 70 vạn đại quân, sát khí đã âm thầm chui vào cơ thể ông ta. May thay, Thùy Hỏa vẫn nhớ Trương Chi Viễn từng có ơn bảo vệ tôi, không thiêu hủy sạch sẽ huyền quan của ông ấy. Nhưng mà từ này về sau Trương Chi Viễn chỉ có mỗi cảnh giới thiên tôn, huyền quan bị vỡ không còn có thể phát huy bất kỳ huyền quan nào nữa. Đỉnh núi Tăng Ô, Đối mặt với sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Thiên Tôn, Lưu Phong Sương chỉ huy đội quân Ma Đạo, nguyện chết bảo vệ Khương Tuyết Dương. Thân rồng của Liễu Chi Nhung bao phủ lấy đám Thiên Tôn nhân đạo đang dần rời rạc, long hồn bị tổn thương, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, cơ thể yêu long hắc ám rơi từ trên không xuống đất. Vảy rồng vung vãi tứ tung, cơ thể yêu long gần như đã vỡ nát như tương, hơi thở thoi thóp như đèn dầu cạn, long hồn gửi gắm trong long châu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Lưu Phong Sương bị kiếm khí thần kiếm của hỏa long chân nhân đâm một nhát ngay bụng, đã không còn sức che chắn cho Khương Tuyết Dương. Ngọn núi do ngạo phong hóa thành, cũng sắp bị thiên tôn nhân đạo phá hủy. Thuần quân bị đánh về nguyên hình nên không biết khi nào linh thức mới có thể ngưng tụ lại, A à Lê sống chết không rõ. Hơn 20 vạn đại quân ma đạo, chiến đấu đến giây phút này chỉ còn sót lại không quá 5 vạn người. Mà thiên tôn ma đạo, cũng chỉ chém được mười mấy người. Từ khi ma đạo tái xuất đến nay, đây chắc chắn là trận chiến thảm khốc nhất. Nói nông na thì chỉ là vụ thảm sát theo một chiều. Bây giờ, Khương Tuyết Dương đang âm thầm ngưng tụ thần niệm, chuẩn bị cho thời khắc tự bạo huyền quan, mà Lữ Thuần Dương hoàn toàn không hề có ý định cho cô ấy cơ hội làm điều điên rồi đó. Lúc thiên tôn nhân đạo vẫn đang không ngừng tàn sát các đệ tử dũng cảm của ma đạo, Lữ Thuần Dương đã khóa chặt khí cơ của Khương Tuyết Dương, chuẩn bị dùng một kiếm giết chết phá quân xong, sẽ ngay lập tức tiễn tham lang cùng xuống suối vàng. Thế nhưng chính lúc đó, Lữ Thuần Dương bỗng nhiên nghe thấy cờ chiêu hồn nhân đạo bên trong huyền quan của ông ta nổ tung một tiếng. Ngay khi Đạo Đức Thiên Tôn quyết định Lữ Thuần Dương sẽ là đạo tổ nhân đạo đời tiếp theo, Tạ Lưu Vân đã giao cờ chiêu hồn cho ông ta. Cờ chiêu hồn của Tam Đạo có chung một đặc điểm, đó là có thể hấp thụ ý chí anh linh của đệ tử đạo môn đã tử trận trên chiến trường. Lúc này đây, cờ chiêu hồn bên trong huyền quan của Lữ Thuần Dương bỗng nhiên rung lắc dữ dội, tuyên cáo có 70 vạn đệ tử nhân đạo đã chết cùng một lúc. Đệ tử nhân đạo có thể đến tham chiến ở cổ địa miêu cương đều là tinh anh kiệt xuất của nhân đạo, họ chính là chủ lực của trận chiến phong thần trong tương lai. Lữ thuần dương căm phẫn tột cùng, xoay người hướng về dưới núi. Tóc trắng bay phất phới, tử thần thùy hỏa khoác lên người một tấm áo choàng đen, đang điên cuồng lao thẳng lên đỉnh núi như con cú đêm. chương 897, phá quân quay lại một. Lữ thuần dương nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào thùy hỏa đang nhảy vọt lên trên núi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Thiên Tôn ở phía trước vì hỏa đang liều mạng chạy lên đỉnh núi. Trong hàng ngàn năm tu luyện của Lâm Thiên Tôn, ông ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Thiên Tôn khó chứng, dưới Thiên Tôn đều là kiến cỏ, mà giờ phút này ông ta cảm thấy mình chính là kiến cỏ đó. Bóng ảnh của tử thần như dòi bọ, ông ta dùng hết để sức chạy, nhưng không thể thoát khỏi được. Cuối cùng, ông ta nhìn thấy Thiên Tôn của nhân đạo, nhìn thấy Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm. Trong lòng ông ta như chút được một tảng đá xuống đất, nhưng vào lúc này, ông ta chú ý đến lông mày lữ thuần dương khẽ động đậy, trong nháy mắt lửa giận bốc lên, đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, Lâm Thiên Tôn nhận ra cô đột nhiên bay lên. Cổ địa Miêu Cương không thể ngự không phi hành, ngoại trừ lữ thuần dương đã hóa thân thành kiếm có thể mượn trợ lực của kiếm khi mà bay lên, những người khác không cách nào bay được. Lâm Thiên Tôn không thể hiểu tại sao cô lại đột nhiên bay lên, mãi đến khi cô nhìn thấy chính mình bên dưới. Bản thân mình ở bên dưới vẫn đang chạy hết tốc lực, nhưng đã mất đầu. Chỉ sau đó, Lâm Thiên Tôn mới nhận ra rằng mình đã bị lưỡi hái tử thần chặt đầu rồi. Không kịp hét lên thì phần đầu đã bị lửa đen bao quanh, thần hồn còn không kịp trốn vào huyền quan, đã bị linh hồn chi hỏa thiêu dụi hết thảy, mà thế giới huyền quan của cô cũng đồng thời bị mất đi. Lưỡi hái tử thần chỉ có thể làm tổn thương thể xác, còn ngọn lửa đen trên lưỡi đao thì thiêu dụi thần hồn. Trước hết khoan nói đến thần thông có được sau 8 lần niết bàn, thì lưỡi hái tử thần này đã là một đại sát khí độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Cảnh tượng kinh khủng trước mắt đã khiến cho đám thiên tôn nhân tộc còn chưa khôi phục trạng thái sau khi điên cuồng tàn sát đệ tử ma đạo lập tức bình tĩnh lại. Tử thần đến rồi, mang theo cả quyết tâm trả thù cùng sự giận dữ. Ngoại trừ Tạ Lưu Vân, Hỏa Long chân nhân, Đông Nhạc đại đế và những bậc thầy khác của nhân đạo có thể giữ bình tĩnh, thì tất cả thiên tôn của nhân đạo cũng đều cảm nhận được thần uy của tử thần. Tại thời điểm này đã không còn ai đang tiếp tục săn lùng các đệ tử còn lại của ma đạo nữa, tử thần mới là mối đe dọa chính của hiện tại. Lữ Thuần Dương sắc mặt u ám, không nói gì, đây là một sự sỉ nhục đối với ông ta. Đây lại là chuyện gì nữa đây? Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế hỏi, tử thần không chết, dựa trên lượng hồn năng mà Lâm Thủy Họa giải phóng ra hiện giờ, e rằng đã hoàn thành lần niết bàn thứ 8 của tử thần rồi. Tạ Lưu Vân đáp, làm sao có thể, cô ta đã bị Thuần Dương một kiếm giết chết, thần hồn cũng không còn, làm sao có thể niết bàn trùng sinh? Hỏa Long chân nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận nói. Ta cũng không hiểu làm thế nào mà cô ta có thể che giấu chuyện này. Đương nhiên bọn họ không thể hiểu ra được, bởi vì bọn họ không biết, năng lực mạnh nhất của Tử Thần chính là lãng quên. Thực tế thì, khi đó Lữ Thuần Dương không thực sự quét sạch thần hồn của Thùy Hỏa, thần hồn hóa thành từng sợi từng sợi niệm lực, thoát khỏi sự sát phạt của kiếm khí. Nếu Lữ Thuần Dương kịp thời tạo ra một kiếm hải, thì Thùy Hỏa sẽ không bao giờ có thể trốn thoát. Đáng tiếc niềm hưng phấn không thể kiềm nén sau khi một kiếm giết chết phá quân của ma đạo đã chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí của ông ta lữ thuần dương căn bản là không thể giữ bình tĩnh để dò xét cẩn thận xem liệu tử thần còn sót lại thần niệm nào không ta có thể giết cô ta một lần thì cũng có thể giết lần thứ hai lần này ta muốn xem cô ta có thể niết bàn nữa hay không lữ thuần dương cực kỳ lạnh lùng nói sư huynh chớ xem thường địch tử thần tám lần niết bàn so với phá quân thiên tôn năm đó còn mạnh hơn tạ lưu vân nhắc nhở Vậy đã làm sao, dưới thanh kiếm của ta, cô ta chẳng là gì cả." Lữ Thuần Dương vẫn kiêu ngạo như trước, sau khi Nhân Đạo Thiên Tôn đột nhiên ngừng tấn công, các đệ tử Ma Đạo sống sót sau cuộc truy sát đều ngơ ngẩn cả. Khương Tuyết Dương lần này thương rất nặng, nếu không phải cơ thể Thanh Liên Sinh cơ lớn mạnh, thì căn bản cô ấy không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Sau khi phục hồi cơ thể bị thương tổn của mình, cô ấy ngay lập tức truyền một luồng gió hồi phục vào cơ thể của Lưu Phong Sương vẫn còn lưu lại chút ít thần thức. Lưu Phong Sương vì để bảo vệ cô mà đạo thể thiên tôn gần như bị vỡ vụn, vết thương nghiêm trọng nhất đến từ hỏa long chân nhân, xém nữa đã bị chặt đứt một nửa cơ thể. Giáp mỏng trên người đã bị xé toạc, làn da trắng nõn mỏng manh bị thương nhìn thấy cả xương, cả người như tắm trong máu. Nếu bị Bắc Minh Tú bắt gặp bộ dạng hiện tại của cô ấy, cũng không biết kiếm ý quỷ kiếm sẽ bùng nổ đến mức nào nữa. Khương Tuyết Dương thần niệm cũng không nhiều, chỉ giúp Lưu Phong Sương ổn định thương thế và ngăn việc mất đi sinh cơ, sau đó thì cô cũng không còn sức lực để giúp đỡ những người khác nữa. A à, Lê còn đang hôn mê sâu, may mắn dù sao cô bé cũng là thái cổ nguyệt thần, chỉ cần thần cách không bị phá vỡ thì có thể trùng tụ lại thân thể. Liễu Chi Nhung còn thê thảm hơn, thân thể yêu long mất sạch sinh cơ, chỉ còn sót lại một viên long châu ánh sáng mờ mờ ở nơi hầu học. Chương 898, phá quân quay lại 2. Khương Tuyết Dương lê từng bước yếu ớt đến trước đầu rồng của Liễu Chi Nhung lấy ra viên gia viên Long Châu và đặt nó vào lòng với đôi mắt đẫm lệ. Nhìn lại đệ tử Ma đạo sau lưng, đại quân 30 vạn của Ma đạo, tốc chiến đỉnh tăng ô đã thiệt hại 5 vạn, số ít còn lại đều bị Thiên Tôn Nhân Đạo quét sạch, hiện tại chỉ còn lại không đến 2 vạn người, cơ bản toàn bộ đều bị thương cả. Xương trắng khắp nơi, tàn hồn cũng hóa thành cho bụi. Khương Tuyết Dương trong lòng đau đến không nhịn được, nhìn những đệ tử Ma đạo còn sống sót, nghẹn ngào nói, "Là ta đã phụ mọi người rồi Khương tướng, người không có khiến chúng tôi thất vọng." từ khi gia nhập ma đạo, chúng tôi đã chuẩn bị hy sinh vì ma đạo rồi. Một vị chiến tướng một tộc cấp cao nói, mọi người có hối hận không? Khương Tuyết Dương hỏi, sinh diệt hà hoan, tử diệt hà khổ, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Sau khi người này nói xong, tất cả đệ tử ma đạo đều đồng loạt đứng dậy. Những người bị thương nặng không thể đứng vững cũng cố gắng đứng thẳng nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh. Thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải, nhìn khuôn mặt thà chết chứ không đầu hàng của bọn họ, Cùng với quyết tâm không bao giờ hối hận trong mắt bọn họ, Khương Tuyết Dương không nói nên lời. "Khương tướng, bọn họ vì sao lại đột nhiên dừng lại?" Lưu Phong Sương sau khi lấy lại chút sinh cơ đứng lên, đi tới trước mặt Khương Tuyết Dương hỏi. "Ta cũng không biết." Khương Tuyết Dương lắc đầu đáp. Mắt thấy tất cả các đệ tử ma đạo sắp bị diệt vong, Thiên Tôn Nhân Đoạ đột nhiên dừng lại và rút lui đến lối ra vào của đỉnh núi, hướng về phía dưới tạo thành một phương trận. Dưới núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ điểm Miêu Cương chỉ dỡ bỏ cấm chế với người trong đạo môn, tiên đạo vừa mới rời đi, căn bản là sẽ không quay đầu lại. Có phải đạo tổ mang người đến cứu chúng ta không? Lưu Phong Sương hỏi. Nếu như đạo tổ có thể tới, nhất định là người tới trước nhất, cũng sẽ không trì hoãn đến bây giờ. Khương Tuyết Dương lắc đầu đáp, nhìn dáng vẻ này của Thiên Tôn Nhân đạo, ít nhất người tới cũng là sự tồn tại của lực chiến cấp đạo tổ. Lực chiến cấp đạo tổ thì vẫn chưa là gì, nếu người đến chỉ là cấp bậc đạo tổ. Thì Lữ Thuần Dương sẽ không bao giờ thận trọng như vậy. Đừng quên, dưới chân núi còn có đại quân trăm vạn của Nhân Đạo, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá vòng vây, đây không phải là điều mà một đạo tổ bình thường có thể làm được." Khương Tuyết Dương đáp, sau khi hóa thân thành kiếm, Lữ Thuần Dương đã có sức chiến đấu của đạo tổ, thức tỉnh vận mệnh thái cổ kiếm thần, lực chiến của ông ta đã gần như đạt đến cảnh giới đạo tổ mạnh nhất. Ý của Khương tướng là, chẳng lẽ người tới là đạo tổ mạnh nhất?" Lưu Phong Sương kinh ngạc hỏi. "Không sai." chỉ có sự tồn tại của đạo tổ mạnh nhất mới có thể khắc chế cả đám thiên tôn của nhân đạo mà thôi. Nhưng ma đạo chúng ta vốn dĩ không có đạo tổ mạnh nhất. Nếu như Lâm tướng quân có thể đạt được 8 lần niết bàn thì sẽ là cô ấy. Nhắc đến thủy họa, trên mặt hai người đồng thời lộ ra vẻ bi thương vô tận. Cho dù hôm nay bọn họ có sống sót, mất đi tướng phá quân, trong trận chiến phong thần này thì ma đạo chiến cũng không có chút hy vọng nào. Khương Tuyết Dương cảm thấy rất cay đắng muôn phần cô không bao giờ ngờ rằng Thùy Hỏa sẽ là người đầu tiên chết trong trận chiến. Thầm nói, cô đi thì thong thả, không thèm đoái hoài đến tỉ muội tình thâm thì thôi đi, cô bảo tôi làm sao đối mặt tạ lan đây. Trong lúc Khương Tuyết Dương và Lưu Phong Sương không biết phải làm thế nào với sự mất đi của Lâm Thiên Tôn, thân ảnh của Thùy Hỏa cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhìn của đám Thiên Tôn nhân đạo. Giết những Thiên Tôn của nhân đạo, Thùy Hỏa chỉ làm đúng một động tác, từ đằng sau phát động một cuộc đột kích tử thần liêm đao một đao lướt qua đã nhanh chóng gặt hết đầu lâu của chúng thiên tôn xuống, thần hồn tan biến, cực kỳ tàn nhẫn. Một nhóm thiên tôn khác chỉ có thể nhìn lâm thiên tôn chết, không có thời gian để giải cứu. Bấy giờ, Thùy Họa mặc một chiếc áo choàng đen và nặng, tay cầm tử thần liêm đao, một mình đứng trên đường lên núi mà chiến đấu với một đám thiên tôn nhân đạo. Tử ý phát ra từ cơ thể cô, thần uy tử thần cũng bắt đầu bao trùm không gian này. Lão cầu thuần dương, người có dám cùng ta tử chiến một trận? Thùy họa dùng thần niệm truyền âm, âm vang bốn phương tám hướng. Gió lốc nổi lên bầu trời và hơi thở chết chóc vô tận nhanh chóng tập trung ở đây. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Khương Tuyết Dương đứng sau lưng đám thiên tôn nhân đạo vẻ mặt lập tức nghiêm lại, sau đó nước mắt lưng tròng tuôn cả ra. Các đệ tử ma đạo vốn đã kiệt sức và tuyệt vọng, lần nữa bộc phát tinh thần chiến đấu, sắp xếp lại đội hình. Tướng phá quân của ma đạo, lần này mới xem như chính thức quay trở lại. chương 899, Tử thần cùng kiếm thần một tiếng hét lớn của thùy hỏa đã hoàn toàn đốt cháy cơn giận của lữ thuần dương thái cổ kiếm thần cầm kiếm nhìn xuống vũ trụ chưa từng chịu sỉ nhục như vậy huống hồ gì lữ thuần dương còn là tổ sư tương lai của nhân đạo trước khi người của lữ thuần dương di chuyển thì kiếm ý đã bay vút lên trời kể từ khi ngưng tụ ra thần cách của thái cổ kiếm thần lữ thuần dương chưa bao giờ thể hiện thần uy kiếm thần của mình trước mặt người khác thứ nhất là không cần thiết thứ hai là ông ta lo lắng sẽ phạm đến thiên đạo thế nhưng hôm nay trong trận quyết chiến với tử thần đã tám lần niết bàn, thần uy thần kiếm của Lữ Thuần Dương không còn có thể ẩn giấu được nữa. Mau tránh xa Thuần Dương sư huynh ra, tạ Lưu Vân lớn tiếng nói. Khi lời nói của tạ Lưu Vân vừa thốt ra thì thiên tôn nhân đạo lần lượt tránh xa Lữ Thuần Dương, rất nhanh ngay sau đó khoảng không gian xung quanh Lữ Thuần Dương đã trống ra một khoảng với bán kính 50 trượng. Sự vĩ đại của kiếm là nằm ở bản chất không bị gò bó. Khi hỗn độn bắt đầu hình thành thì kiếm ý đã xuất hiện trong vũ trụ. Kiếm là chủ của mọi loại binh khí, nó kiểm soát sức mạnh giết chóc của thế giới. Tiên thiên canh kim, nguồn gốc của vạn thanh kiếm. Sau khi Lữ Thuần Dương thoát khỏi hệ thống tu luyện của đạo môn, sức mạnh hỗn độn nguyên sơ mà ông ta nắm được có liên quan đến kiếm. Một kiếm mở hỗn độn, không thứ gì không chém được. Một Lữ Thuần Dương hóa thần thành kiếm, vốn đã là một thanh thần kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ rồi. Thần kiếm miểu miểu, vu vô thanh sứ thính kinh lôi ba phần đệ tử ma đạo đã chết trong trận chiến trên đỉnh tăng ô là chết dưới tay lữ thuần dương